Chương 167. Quả Bồ đề. Trong nháy mắt, Lục Trầm Hàn xoay người ra sau chém xuống, Diệp Tố liền kéo Cốc Lương Thiên tiến vào Bồng Lai, khoảnh đất trống chỉ còn lại một người. Ảo thuật Bồng Lai rất kỳ ảo, người thường vô pháp phá giải, Cốc Lương Thiên cũng là lần đầu tiên trông thấy bộ dáng chân chính của Bồng Lai. Đại thụ Bồ đề che trời, bọn họ ở dưới đoạn rễ cây thấp nhất từng sợi dây mây to lớn bệnh chặt vào nhau hình thành vô số cầu thang nối các tầng lá. Quần thể kiến trúc đồ sộ khiến hắn trong lúc nhất thời sững sờ há hốc mồm. Buông tay, vẻ mặt Diệp Tố ghét bỏ. Trước khi Cốc Lương Thiên phản ứng lại thì nàng đã giật tay áo khỏi bàn tay hắn. Cốc Lương Thiên đang ngơ ngẩn nhìn những tòa viện trên từng tầng lá. Tay áo bị Diệp Tố giật ra khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Hắn cuống quýt ổn định thân mình, không nhịn được lắm miệng. Bất quá kéo một tay áo của người mà thôi, du phục thời cả ngày không nắm chỗ này cũng kéo chỗ kia mà chẳng thấy ngươi nói gì bao giờ. Hắn mua rất nhiều tố hồi ngọc bản ghi lại hình ảnh của Diệp Tố trong tông môn đại bì. Hắn xem không sót cái nào, ngay cả tố hồi ngọc bản quay lại cảnh bọn họ dùng bữa bên ngoài thành côn luân cũng không buông tha. Trận Pháp không học được mấy cái, nhưng lại phát hiện Diệp Tố và du phục thời cả ngày cứ dính lấy nhau. Hư diệp tố nghe vậy hít mắt nhìn hắn hiện tại ta đá ngươi ra ngoài lục trầm hàn hẳn là vẫn còn chưa đi cốc lương thiên hắn nhìn cây bồ đề che trời từng đoạn cầu thang nối các tầng mãi không thấy điểm cuối đột nhiên hắn dỗi tay che lại bụng của mình thẳng tắp ngã xuống đất nửa thật nửa giả hôn mê bất tỉnh đã lưu lạc đến bước đường này phật tử cũng không màng mặt mũi gì nữa cầu thang cao như vậy hắn đi lên không nổi Diệp Tố trầm mặc nhìn Cốc Lương Thiên nằm dưới đất, duỗi chân đá đá hắn, chết rồi. Cốc Lương Thiên không có bất kỳ phản ứng gì, thoạt nhìn đã mất ý thức. Hai người vốn chẳng có giao tình gì, lúc trước còn là đối thủ. Diệp Tố đứng dưới cây bồ để tự hỏi một lát, cuối cùng lấy ra từ túi càn khôn một tấm ván gỗ lót dưới đầu hắn, lại lấy thêm một sợi dây thừng trói lại nửa người trên của Cốc Lương Thiên, cứ như vậy kéo hắn đi. Còn việc một đường lên cầu thang cốc lương thiên bị va đập thế nào, không liên quan gì đến nàng. Mà giờ phút này ở trong núi, lục trầm hàn sau khi quay ra sau chém xuống một kiếm mới phát hiện bản thân bị lừa. Ma chủ là cảnh giới độ kiếp, hắn là một tu sĩ hóa thần kỳ không thể phát hiện ra thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không ngờ cốc lương thiên lại dùng thủ đoạn thấp kém bỉ ổi như thế. Chờ khi lục trầm hàn quay đầu lại thì diệp tố cùng cốc lương thiên đã biến mất tâm hơi gió lạnh trong núi phất qua lục trầm hàn tức tối không thôi chợt vung kiếm chém qua chung quanh phá hủy một mảnh cây cối ngay lúc này tông chủ vạn phật tông cũng tới nơi nhưng lại chỉ thấy mỗi một mình lục trầm hàn cốc lương thiên ở đâu quanh thân tông chủ vạn phật tông quanh quần một tầng uy áp dày đặc hiển nhiên đang hận không thể ngay lập tức giết chết tên nghịch đồ một cách thống khoái đã bị diệp tố cứu đi Lục Trầm Hàn thu hồi thất tuyệt kiếm, ánh mắt dừng trên người tông chủ vạn Phật Tông. Cốc Lương Thiên nói chỉ thủ cắm trên ngực sư tổ vạn Phật Tông là đồ vật của nhạc tông chủ. Sắc mặt tông chủ vạn Phật Tông trầm xuống, hắn thế mà còn vu hãm ta. Chỉ thủ đó chính là ta đã đích thân đặt hàng với tông chủ trảm kim tông làm lễ vật tặng hắn khi hắn đảm nhiệm vị trí Phật tử. Việc này chỉ cần hỏi tông chủ trảm kim tông là có thể xác nhận thật giả, Tông chủ Vạn Phật Tông nếu dám nói như vậy thì hẳn là sự thật. Hai người đứng trong núi một lúc lâu nhưng mãi không tìm ra được tung tích của Bồng Lai, đánh dấu mà Lục Trầm Hàn Hạ trên người Cốc Lương Thiên cũng bị đứt liên lạc, cuối cùng bọn họ chỉ có thể rời đi. Bước chân Lục Trầm Hàn ngập ngừng một chút, quyết định đi một chuyến đến Trảm Kim Tông trước, sau đó mới về Côn Luân. Khi Diệp Tố kéo Cốc Lương Thiên đến trong sân, vừa lúc du phục thời từ trong phòng bước ra, trong tay hắn cầm một linh quả, hắn nghiêng đầu nhìn người bị kéo lê trên mặt đất phía sau nàng, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Khắp huyết kiếm không biết từ đâu vèo một tiếng bay tới, quay quanh cốc lương thiên vài vòng như là gặp được mồi ngon. Từ lần trước ở trong huyết trì uống được một bữa no say, hiện giờ khắp huyết kiếm sáng sủa đầy sức sống, cả thanh kiếm như rực rỡ hẳn lên. Nhặt được ở bên ngoài diệp tố vừa cởi dây thừng vừa nói mỗi ngày là một việc thiện ý mà chỉ từ tố hồi ngọc bản mà lục trầm hàn ném sang diệp tố phân biệt không rõ rốt cuộc cốc lương thiên có động thủ hay không nhưng người này rõ ràng sẽ không làm việc gì có hại cho bản thân nếu là có lý do khác cứu hắn có lẽ sẽ có thể biết được nội tình nào đó quan trọng nhất là vấn đề hộ môn đại trận của thiên cơ môn cực kỳ có khả năng liên quan tới vạn phật tông Du phục thời bước tới, cúi đầu nhìn cốc lương thiên cả người là máu, nhớ ra người này chính là tên lúc trước cầm mõ của hắn, bèn rũi chân đá đá cốc lương thiên, thối. Nghe thấy lời này, đại sư tỷ mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn lui về phía sau vài bước, dùng thanh khiết thuật lên bản thân từ đầu đến chân. Cốc lương thiên nằm trên mặt đất lạnh băng, cảm nhận thấy sát khí chuyển đến từ thân kiếm khắp huyết thì tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy thanh âm của du phục thời diệp tố xoay người bước vào phòng lấy ra một bình linh trà đậm đặc của bồng lai trực tiếp đổ nước trà xuống miệng vết thương trên bụng cốc lương thiên còn dư lại đổ trên mặt hắn cốc lương thiên chỉ có thể giả vờ bị linh trà xối tỉnh hắn lẳng lặng liếm nước trà trên môi phát hiện trong nước có chứa một cổ linh khí nồng đậm hắn vươn ra một ngón tay quệt hết bọt nước trên mặt sau đó mút sạch sẽ diệp tố kéo ghế dựa trong sân qua một cái đưa cho du phục thời một cái nàng tự mình ngồi xuống nàng nhìn cốc lương thiên xem ra ngươi hẳn là phật tử có nhiệm kỳ ngắn nhất thứ hai của vạn phật tông nhiều hơn mấy tháng so với đồ tiền bối cốc lương thiên nước này còn không diệp tố ném cho hắn một linh quả tựa lưng vào ghế một ngày chỉ có một bình đa tạ cốc lương thiên cầm linh quả cúi đầu nhìn bụng của mình thì thấy miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại hắn ăn xong linh quả mới ngẩng đầu nhìn diệp tố việc ma chủ không hề có liên quan gì tới ta vạn phật tông rất có thể sớm đã bị ma vật ngầm lẻn vào ta cứu ngươi cũng chỉ là vì có vài việc muốn hỏi diệp tố nói thẳng cốc lương thiên nhìn nàng pháp trận ngươi thật đúng là tự tin hai bàn tay diệp tố giao nhau đặt ở trên đùi nàng nhẹ khom người về phía trước tới gần cốc lương thiên hỏi Ngươi đã quên bản thân thua thế nào ở tông môn đại bị à? Cốc Lương Thiên, hắn đã không còn là Cốc Lương Thiên của ngày xưa, mấy cái pháp trận kia của Diệp Tố hắn đã sớm học xong. Lúc này Du Phục thời ngồi bên cạnh vươn tay kéo lưng áo Diệp Tố, làm nàng ngửa ra sau, không để nàng cách Cốc Lương Thiên quá gần. Diệp Tố nương theo lực độ của tiểu sư đệ dựa ra sau, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Cốc Lương Thiên. Ngươi hiểu biết vạn Phật tông hơn ta. Có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cốc Lương Thiên nhận ra bản thân có giá trị lợi dụng thì eo không khỏi thẳng hơn một chút. Sau khi xuống núi ngươi sẽ biết, bất quá. Diệp Tố nhìn hắn, trước đó phải xóa đánh dấu trên người ngươi đã. Nàng vừa dứt lời thì thần thức cũng liền đâm vào sau lưng Cốc Lương Thiên, đập nát sợi thần thức của Lục Trầm Hàn. Lục Trầm Hàn vừa truyền tống đến Trạm Kim Tông thì liền cảm nhận thần thức của mình tê dần, hắn biết đánh dấu mình lưu lại trên người Cốc Lương Thiên đã bị hủy. Sau khi loại bỏ đánh dấu, Cốc Lương Thiên tự mình tìm một gian phòng để dưỡng thương, cũng may là sau khi ăn vào linh quả bồng lai thì vết thương đã trở nên tốt hơn, tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng cũng đủ để hắn tự mình đi lại. Đối với việc này Du Phục thời có chút bất mãn, hắn không thích người đã từng lấy đồ vật của hắn đặc biệt cốc lương thiên còn gõ mõ của hắn ngày hôm đó du phục thời liền lấy mõ ra từ túi càn khôn của diệp tố đặt nó ở trong sân phơi nắng lâu lâu lại quăng tới một cái thanh khiết thuật thanh khiết quá độ có thể sẽ hư đấy diệp tố đi qua thuận miệng nói một câu liền bị du phục thời trừng mắt nhìn nàng vội vàng giơ hai tay lên giải thích ta nói là mỏ bình thường còn mõ này sẽ không như vậy tiểu sư đệ lúc này mới miễn cưỡng buông tha nàng. Diệp tố nhìn chằm chằm mõ của du phục thời, trong lòng ít nhiều có chút hụt hẫng. trước đó tiểu sư đệ sẽ không vì một đồ vật mà chừng nàng. Quả nhiên, thói quen là thứ đáng sợ nhất. Nếu là trước kia, Diệp tố sẽ không bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Sau khi vào phòng bế quan hơn một tháng, cuối cùng phòng của dịch huyền cũng có động tĩnh diệp tố còn chưa phản ứng gì thì cốc lương thiên vừa nhận thấy ma khí liền nắm pháp trượng vọt ra cảnh giác nhìn phòng bên cạnh diệp tố ngồi ở trong viện nhìn biểu tình đầy cảnh giác của cốc lương thiên thì buông bút trong tay xuống hỏi có việc gì sao bên trong là dịch huyền lúc còn chưa rời vạn phật tông thì cốc lương có nghe nói qua chuyện ba người ở lâm tuyền thành bị chính sơ tôn nhân vạch trần thân phận hắn biết dịch huyền là ma nhưng khoảng thời gian này vẫn không thấy người đâu ma khí trong phòng bùng lên tận trời thật khó khiến người khác không chú ý khắp huyết kiếm hưng phấn bay tới bay lui khắp nơi nó đối với tất cả những thứ ẩn chứa lực lượng đều cảm thấy cực kỳ hứng thú sư đệ của ta đang tu luyện ngươi không có việc gì thì tránh xa một chút diệp tố nhắc nhở hắn ta vậy mà lại thật sự là ma cốc lương thiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ đã lên nhầm thuyền giặc Thiên Cơ môn các người có phải câu kết ma giới hay không? Diệp Tố lười để ý Cốc Lương Thiên, nàng canh giữ ở bên ngoài chờ Dịch Huyền ra. Vài ngày sau, ma khí rốt cuộc cũng chậm rãi thu liễm, khi chúng hoàn toàn biến mất thì Dịch Huyền cũng mở cửa phòng bước ra. Diệp Tố nhìn hắn, cảm thấy có chỗ nào đó biến hóa nhưng nhìn kỹ hơn thì lại thấy có vẻ chẳng có biến hóa gì. Ma khí trên người Dịch Huyền đã không thấy đâu hoặc là nói đã bị ẩn đi một cách hoàn mỹ, hơn nữa cảnh giới của hắn có vẻ còn cao hơn trước. Đại sư tỷ Dịch Huyền vừa ra tới thì liền thấy Diệp Tố và Du Phục Thời đang ngồi ở đối diện, sau đó mới phát hiện bên cạnh có nhiều thêm một người. Hiển nhiên ấn tượng của Dịch Huyền về Cốc Lương Thiên cũng không có gì tốt đẹp gì nên liền theo bản năng rút đao ra. Sao hắn ta lại ở đây? Dịch Huyền nhíu mày hỏi trước khi nhập định tu luyện dịch huyền đọc được tin tức cốc lương thiên là phản đồ của vạn phật tông làm sao vừa ra tới lại thấy hắn ở chỗ này tự hắn chạy đến đấy diệp tố hỏi dịch huyền cảnh giới của đệ có phải tăng cao hơn không nàng không quá chắc vì không thấy có lôi kiếp xuất hiện nhưng dù sao phương thức tiến giai của yêu ma và tu sĩ không quá giống nhau dịch huyền lắc đầu chỉ là sắp thôi lúc bắt đầu tu luyện quyển tâm pháp ma tu kia, trong lòng dịch huyền có kháng cự, nhưng sau khi hạ quyết tâm thì hắn mới nhận ra quyển tâm pháp đó cực kỳ thích hợp với bản thân, cả quá trình học cơ hồ không có bất luận trở ngại nào. Vậy chúng ta cũng nên xuống núi rồi. Diệp Tố vẫn luôn muốn nhanh chóng quay về thiên cơ môn, trừ lần nói chuyện trước đó nàng chưa từng gặp lại bồng lai trường sử. Tựa hồ cả bồng lai rộng lớn này chỉ có một sân của các nàng là có người sống tuy nhiên mỗi ngày vẫn có người giấy đến đưa linh trà và linh quả thậm chí từ phần cho ba người biến thành phần cho bốn người hiển nhiên là biết trong sân có nhiều thêm một người bọn họ cũng không có đồ gì cần thu dọn khỏi đây nên ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất phát ta muốn ở lại đây cốc lương thiên không muốn xuống núi tông chủ đã hạ lệnh truy nã nếu đi cùng nhau thì có thể sẽ liên lụy đến các ngươi Lời nói của Cốc Lương Thiên rất đường hoàng chính trực nhưng thật ra hắn chỉ muốn ở lại bồng lai vì nơi này người ngoài không thể vào được. Tuy rằng sư tổ bị giết nhưng không có quan hệ gì với hắn, cho dù tông chủ thật sự cấu kết với ma thì chỉ cần hắn ở lại bồng lai thì hẳn sẽ không có chuyện gì. Diệp Tố xoay người nhìn hắn, ta đã nói cứu ngươi là vì có việc muốn hỏi. Đến lúc đó ngươi tới bồng lai tìm ta là được thương thế của cốc lương thiên đã khôi phục gần như hoàn toàn nên hiện giờ nói chuyện cũng tự tin hơn. Diệp Tố cười lạnh, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng không lạ gì tính nết ích kỷ chuyên lật lọng của cốc lương thiên. Lúc này đột nhiên có một người giấy tiến vào sân, trên tay nó có cầm một cái khay, trên khay đựng một cái đĩa. Nó mở nắp đĩa ra, bên trong có bốn quả bồ đề, trường sử bảo đưa quả bồ đề này cho người có duyên. Bốn quả bồ đề có lớp ngoài vàng như nghệ, tuy lớp vỏ có chút loang lổ nhưng lại tỏa ra ánh sáng như ngọc, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Cây bồ đề vạn năm mới kết quả, ăn vào có thể tăng cao cảnh giới, nếu thiên phú lợi hại có thể trực tiếp tiến giai mà không có lôi kiếp. Bất quá khi nào nó mang đến hiệu quả đó thì lại không có quy luật. Vì thế nó còn được gọi là quả thiên đạo. Đương nhiên lúc này bốn người ở đây không có ai biết gì về công dụng của quả bồ đề. Khi cốc lương thiên nhìn thấy bốn quả bồ đề trong đĩa thì sắc mặt liền kém xuống. Rõ ràng bồng lai không muốn hắn ở lại đây nên mới tặng bốn quả. Người giấy nâng cao khay, cúi đầu không hề nhúc nhích, chờ bọn họ nhận lấy quả bồ đề. Diệp tố cầm lấy ba quả, chia cho du phục thời và dịch huyền. Người giấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm cốc lương thiên mãi chưa động thủ cốc lương thiên một lòng chỉ muốn lưu lại bồng lai trốn đời, hắn hỏi người giấy, bồng lai còn nhận người không? Ta trước kia là Phật tử vạn Phật tông, thiên phú không tồi. Người giấy lặp lại lời nói trước đó, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cốc lương thiên. Nếu không đi với chúng ta thì ngươi có thể trực tiếp trở về vạn Phật Tông. Lời nói Diệp Tố mang theo uy hiếp. Cốc lương thiên tức khắc cầm lấy quả bồ đề, bỏ vào trong miệng, nuốt xuống tác giả có lời muốn nói. Cốc Lương Thiên, kỳ thật ta thích hợp làm người bồng lai lắm đấy. Chương 168. Phù chú đồ. Sau khi Cốc Lương Thiên nuốt quả Bồ đề, chẳng có gì phát sinh, trong miệng chỉ có vị đắng chát, chứng minh hắn đã từng ăn vào miệng cái gì đó. Hắn thậm chí không cảm nhận được tí linh khí nào. Đây là đồ mà Bồng Lai tặng cho bọn họ sao? Ba người Diệp Tố cũng cho quả bồ đề vào miệng nuốt xuống. Diệp Tố và Dịch Huyền có biến hóa ngay tại chỗ. Trong không trung đột nhiên có một cột kim quang và một cột hắc quang xuất hiện rơi xuống trên người Diệp Tố và Dịch Huyền. Cốc lương thiên ngửa đầu nhìn lên, thật lâu sau vẫn không thấy lôi kiếp. Hắn nhìn hai người kia rõ ràng đang tiến dai thì quay đầu hỏi người giấy, vì sao ta không có tiến dai? Đều ăn quả bồ đề, vì sao chỉ có hắn không tiến dai? quả bồ đề còn gọi là quả thiên đạo, người có duyên ắt sẽ tự tiến dai. Người giấy vốn dĩ chỉ biết lặp đi lặp lại một câu đột nhiên lại nói ra một câu khác. Cốc lương thiên, nói cách khác, hắn không có duyên tiến dai. Cốc lương thiên quay đầu nhìn du phục thời đứng bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ, người cũng không có duyên tiến dai. Du phục thời căn bản không thèm để ý cốc lương thiên, tên này là tên đáng ghét đứng thứ hai. Bởi vì Diệp Tố và Dịch Huyền đột một tiến giai nên bọn họ không thể lập tức xuống núi. Không chung trên sân viện, hai luồng kim quang và hắc quang không ngừng rót xuống thân thể của hai người, phảng phất như linh lực miễn phí không cần tiền, cứng rắn nhét cho Diệp Tố và Dịch Huyền. Cốc Lương Thiên mỗi ngày lại lượn qua lượn lại vài vòng ngang hai người, hai mắt hiện rõ vừa thèm thuồng vừa ghen ghét, sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Cứ thế tiến giai không gặp bất kỳ lôi kiếp nào, Tuy nhiên hắn cũng không dám tới quá gần, khắp huyết kiếm ở bên cạnh như hổ rình mồi, lúc nào cũng sẵn sàng đâm tới hút máu của hắn. Mà hai người đang ngồi dưới ánh sáng của thiên đạo lại không có dễ chịu như vậy. Quá nhanh. Từ sau thần vẫn kỳ, tiến giai ở tu chân giới trở nên thập phần gian nan, từ cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, cảnh giới sau khó hơn vạn phần cảnh giới trước, trừ những trường hợp như Trương Phong Phong bị trì trệ quá lâu, người bình thường muốn tiến giai phải lấy đơn vị đo là 10 năm. Sau khi hai người ăn quả bồ đề, không chỉ tăng lên một hai giai mà là cảnh giới không ngừng vọt lên. Dịch huyền vốn dĩ sắp đến hóa thần hậu kỳ, hiện giờ luồng hắc quang dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển ma khí trong linh phủ theo quyển tâm pháp nhận được từ trường sử, khai phá huyết mạch ma chủ đến mức cực hạn. Hắn trước đó chỉ mới học xong một phần ba quyển tâm pháp, Hiện tại phải căng đầu lý giải các phần còn lại vì phải như vậy mới có thể theo kịp tốc độ tiến giai. Về phần Diệp Tố, thần thức của nàng sớm đã mạnh hơn cảnh giới của bản thân nhưng khi kim quang hạ xuống nàng vẫn cảm thấy không khỏe. Nàng gần như tập trung hết tất cả tinh thần mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa linh khí của thiên đạo. Hai người giống như bị ngâm trong một vùng linh khí nồng đậm gần như hóa thành nước, chỉ cần hơi chậm một chút thôi chắc chắn sẽ chết đuối ở trong đó có mấy lần làn da của Diệp Tố ở những chỗ không có quần áo che phủ xuất hiện vết dạn da, lộ ra kim quang lấp lánh, những nơi dưới lớp quần áo hẳn là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cả người Diệp Tố lộ ra cảm giác như muốn bành trướng nổ tung, rõ ràng là nàng thừa nhận không nổi quá trình tiến giai thần tốc này. Không giống với dịch huyền, Diệp Tố không có tâm pháp, càng không có huyết mạch ma chủ, chỉ có thể tận lực dẫn dắt những lực lượng đó rèn luyện thần thức của bản thân dù phục thời nhìn diệp tố không rời mắt ánh mắt đôi khi sẽ lộ ra nôn nóng khắp huyết kiếm dường như cảm ứng được tâm trạng của chủ nhân nên cũng không hề bay loạn xung quanh an tĩnh đứng yên trong tầm tay hắn cũng may thời gian dạn nứt của làn da diệp tố không kéo dài thường thường khoảng nửa ngày sẽ kết thúc cảnh giới của hai người không ngừng tăng lên hóa thần trung kỳ hóa thần hậu kỳ thậm chí đến cả hợp thể trung hậu kỳ Cốc Lương Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy thế thì ghen tị đến đỏ cả mắt, một quả trái cây thôi mà có thể tăng lên nhiều cấp như vậy, người bồng lai lợi hại thế này nhất định cũng là do ăn quả Bồ đề. Vì sao hắn lại là người vô duyên tiến giai cơ chứ? Rõ ràng hắn ít nhiều gì cũng là Phật tử. Cho dù Cốc Lương Thiên vò đầu bứt tai, nghiến răng nghiến lợi thế nào thì cảnh giới của Dịch Huyền và Diệp Tố vẫn ở trước mắt hắn mà tăng lên không ngừng. Một tháng bất quá chỉ mới một tháng mà thôi. Kim quang và hắc quang trên không rốt cuộc chậm rãi biến mất. Diệp tố và dịch huyền từ hóa thần sơ kỳ lên tới hợp thể hậu kỳ, từ sau thần vẫn kỳ đến nay, cốc lương thiên còn chưa bao giờ nghe qua tốc độ tu luyện khủng bố như thế. Phật tử ghen tị đến nỗi gầy một vòng lớn, loại sự tình mà ai nghe thấy cũng bảo nằm mơ mới gặp này lại thật sự phát sinh trước mắt hắn. Cốc lương thiên nghĩ nếu bản thân cũng có tốc độ tiến dai như vậy thì quả thực là một bước lên trời dịch huyền khôi phục lại từ trạng thái tiến dai hắn giơ một tay ra trước mặt từ trong lòng bàn tay liền toát ra một cụm hắc ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực thể hắn quay đầu nhìn sang diệp tố bên cạnh đại sư tỷ diệp tố cũng lên đến hợp thể hậu kỳ chẳng qua nàng vẫn còn trong tư thế đả tọa ngồi dưới đất chưa đứng lên dáng vẻ vẫn chưa định thần lại được đứng lên đi du phục thời đi đến trước mặt diệp tố khom lưng duỗi tay nói diệp tố ngửa đầu nhìn lên một lúc sau mới nhận ra tiểu sư đệ nàng giơ tay nắm lấy tay du phục thời nương theo đó đứng lên không ai biết rằng linh phủ của nàng lúc này đã hoàn toàn tan vỡ chỉ còn lại một mảnh thức hải vô biên quả bồ đề này rốt cuộc là cái gì dịch huyền thử cảm nhận lực lượng trong cơ thể khó mà tin được lại có thể tiến ra nhanh như vậy hắn thậm chí cảm nhận được lực lượng của bản thân có lẽ còn vượt qua cả cảnh giới hiện tại. Diệp Tố trầm mặt một lúc lâu sau mới nói, tỷ cũng không rõ, chúng ta nên xuống núi thôi. Các ngươi không hổ là người có duyên với bồng lai. Cốc lương thiên đứng ở bên cạnh chen vào một câu, giọng nói không giấu được vị chua lè, cộng lại toàn bộ thiên tài của tu chân giới cũng không tiến dai mau được như các ngươi. Người cũng có ăn, Diệp Tố liếc hắn nói, cốc lương thiên, có ăn nhưng không có tiến dai. Hắn rời ánh mắt sang du phục thời, cũng may còn có một người chung cảnh ngộ với hắn, cảm giác mất mặt vì thế cũng giảm xuống một chút. Bốn người đi xuống khỏi cây bồ đề chọc trời, trước khi rời đi Diệp Tố ngẩng đầu nhìn lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bồng lai trưởng sử đang đứng trên đỉnh. Diệp Tố mở ra quyển trục truyền tống, mang theo ba người còn lại trở về thiên cơ môn. Trên cửu huyền phong, Tây Ngọc đang ngồi xổm phân nhặt tài liệu bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu chớp chớp mắt, nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện liền đứng phát dậy hô to, đại sư tỷ. Diệp Tố nhìn thấy Tây Ngọc cũng có chút kinh ngạc, sao mấy đứa đã trở về rồi? Lúc này Minh Lưu Sa ở trong phòng nghe thấy âm thanh cũng tức tốc chạy ra, vừa nhìn thấy Diệp Tố thì cậu nhóc liền liến thoáng như nã pháo, đại sư tỷ, tông sử đã được lấy về, Phạm trưởng lão dẫn theo đệ tử tách ra khỏi tràm kim tông, ngô kiếm phái cử đệ tử đến thiên cơ môn, đại năng của các tông toàn bộ đã xuất quan. Hồ Vương dự định trở lại yêu giới, mở ra đại môn yêu giới sau đó dẫn dắt yêu quân liên thủ cùng tu sĩ diệt trừ ma vật. Diệp Tố Mỗi câu nói đều là thông tin chấn động. Mới qua hai tháng mà tu chân giới đã nghiêng trời lệch đất. Tây Ngọc, mỗi đi lấy tông sử cho tỷ. Dịch Huyền Đệ coi chừng cốc Lương Thiên Đừng cho hắn chạy loạn, hắn dám dùng pháp trận thì cứ chặt tay hắn. Diệp Tố chỉ ngơ ra trong chốc lát sau đó liền bắt đầu ăn bài, nàng nhìn sang Du Phục thời, "Ta dẫn đệ đến đại môn." Đứng ở bên cạnh nghe Diệp Tố nói vậy, cốc Lương Thiên liền phản bác, "Ta dùng pháp trận thì có sao chứ?" Diệp Tố chỉ liếc hắn một cái, không muốn nhiều lời thêm, sau đó nàng nói với Minh Lưu Sa, "Đệ cũng cùng đi xuống đi." kể lại cho tỷ những chuyện phát sinh trong hai tháng qua. Ba người ngự hai kiếm, kiếm dưới chân Minh Lưu Sa được Diệp Tố dùng thần thức câu lấy, một trước một sau bay xuống Cửu Huyền Phong. Khi nói đến chính sự thì tốc độ từ ngữ của Minh Lưu Sa cực nhanh. Ba vị độ kiếp đại năng vạn Phật tông bị Cốc Lương Thiên cấu kết với Ma Chủ hại chết. Các tông sau khi báo tin cho bổn tông sư tổ thì tất cả đại năng đều xuất quan, cuối cùng đạt thành hiệp nghị với Hồ Vương để Hồ Vương mở ra cánh cửa yêu giới, hai bên hợp tác tiêu diệt ma giới. Không phải nói đại năng không thể ở bên ngoài được lâu sao. Diệp tố nhíu mày, nàng nhớ rõ lời nói của bồng lai trường sử ngày ấy. Chuyên đó, tiểu sư muội dùng máu của huyền âm chi thể cường hóa pháp bảo bản mạng của đại năng các tông, khiến chúng có năng lực phòng ngự gần với thần cấp, có thể tạm thời ngăn cản lực lượng của thiên đạo, không sợ phải độ kiếp phi thăng ngay lập tức minh lưu sa vừa dứt lời liền nhận thấy quanh thân đại sư tỷ bỗng nhiên phóng ra khí lạnh vèo vèo một thời gian lâu không gặp cảnh giới của đại sư tỷ càng lúc càng cao ninh thiền giao bây giờ đang ở đâu diệp tố hỏi ba ngày sau các vị đại năng sẽ ép băng dương bí cảnh mở ra để hồ vương trở lại yêu giới tiểu sư muội là một trong những tu sĩ đại biểu cùng đi đến yêu giới mở cửa yêu giới dẫn ra yêu quân những tin tức này đều là Minh Lưu Sa thu thập được từ chỗ Tân Thẩm Chi. Vừa nói xong thì ba người cũng vừa đáp xuống thí luyện trường của Thiên Cơ Môn. Các đệ tử ngô kiếm phái đang đả tỏa ở thí luyện truyền phát hiện có người đến liền lập tức nắm kiếm đứng dậy. Diệp Tố, các người trở lại rồi. Chu Vân kinh hỉ reo lên. Đồ đệ của lão từ đâu? Tân Thẩm Chi chạy tới đẩy mấy người Chu Vân ra, đứng trước mặt Diệp Tố gấp gáp hỏi diệp tố cẩn thận đánh giá tân thẩm chi cảnh giới của ông vẫn là hợp thể hậu kỳ nhưng cũng sắp đột phá rồi diệp tố không trả lời khiến tân thẩm chi nóng nảy trả lời ta mau ở trên cửu huyền phong nhưng mà tiền bối nên chuẩn bị tâm lý diệp tố nhắc nhở mắc kệ thế nào nó đều là đồ đệ của lão tử tân thẩm chi vội la lên mà nó đã xảy ra chuyện gì có phải bồng lai đã làm gì nó hay không lão tử sẽ cào cái bồng lai lên. Tính tình này, khó trách trong nguyên tác sẽ vì dịch huyền mà đối địch với côn luân. Không có việc gì, để ấy rất tốt. Diệp Tố bình tĩnh nói, chỉ là cảnh giới không kém gì ngài thôi. Vừa dứt lời, tân thẩm chi mới phát hiện hơi thở trên người Diệp Tố đã thay đổi. Ngươi, hợp thể hậu ký. Mọi người chung quanh nghe vậy tức khắc lắp bắp kinh hãi, từ trình ngọc kinh ngạc nhìn Diệp Tố vừa rồi hắn xác thật cảm thấy hơi thở của nàng không giống trước kia. Hạ nhĩ vậy mà không hề khoác lác. Diệp tố ngươi thật sự sắp phi thăng rồi à? Mã Tổng Thu kinh hãi nói, lúc này mới bao lâu mà đã lên đến hợp thể hậu kỳ, chiếu theo tốc độ này thì ngày Diệp tố phi thăng không còn xa nữa. Diệp tố, nàng lại không cảm thấy bản thân tiến ra nhanh như vậy là một chuyện tốt. Không biết vì sao các tông đột nhiên đem các ác chủ bài ra, Tam giới sắp dung chuyển, cảnh giới hợp thể hậu kỳ của nàng lại đến theo một cách không thể hiểu được, không chừng lại có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lúc này Tân Thẩm Chi đã ngự kiếm bay lên cửu huyền phong, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Diệp Tố ngửa đầu nhìn kiếm trận trên không trung của Thiên Cơ Môn, nói với mấy người Chu Vân và Từ Trình Ngọc, đa tả. Từ Trình Ngọc lắc đầu, các ngươi không có việc gì thì tốt rồi diệp tố quay đầu nhìn du phục thời ở phía sau không phải đệ nói muốn vẽ phù chú đồ lên đại môn sao nàng nắm tay du phục thời đi ra khỏi thiên cơ môn xoay người nhìn đại môn sừng sững đại đồ đệ đại sứ tỷ vốn dĩ trương phong phong đang chiếu cố phạm ương thủy trên thiên điện lúc này cùng hạ nhĩ ngự kiếm xuống đến nơi tây ngọc theo sát sau đó du phục thời mở ra quyển từ điển cổ văn nghiêm túc nhìn tờ phù chú đồ sau đó quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tố. Diệp Tố gật gật đầu với hắn. Dù phục thời khẽ động ý niệm, khắp huyết kiếm kiền bay đến dưới chân hắn, mang hắn lên cao, đến vị trí trung tâm của đại môn thiên cơ môn thì dừng lại. Dù phục thời nhắm mắt lại, dẫn động linh khí, lúc này từ trong linh mạch của thiên cơ môn không ngừng có các tia sáng tím tụ tập lại, cuối cùng dừng lại trên đầu hai ngón tay của hắn. Bỗng, dù phục thời mở hai mắt, đồng tử mắt biến thành màu tím đậm, vì bị đại môn che khuất nên mọi người không nhận ra biến hóa này. Chỉ có Diệp Tố có thể nhìn thấy dấu vết do hai ngón tay hắn vẽ ra trên đại môn, phù chú đồ trên từ điển cổ văn đang không ngừng thành hình với tỷ lệ to gấp 10. Nhưng Diệp Tố cũng không thấy được hoàn chỉnh, nàng chỉ nhìn theo vài bước liền không tự giác nhắm mắt lại, không thể tiếp tục xem. Mặc dù đã tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, Diệp Tố vẫn không thể thấy rõ được phù chú đồ này. Nàng chỉ đành rời ánh mắt, không ngửa đầu xem nữa. Một thoáng chốc nhưng phảng phất lại như ngàn năm, dù phục thời rốt cuộc hoàn thành toàn bộ phù chú đồ. Nó không phải phù chú đồ truyền thống theo hình chữ nhật mà càng như là một pháp trận hình tròn bên trong có lồng ghép phù chú. Khi phù chú đồ kết thành, lưng áo du phục thời ướt đẫm, hắn nhìn chằm chằm phù chú đồ, thấp giọng nói, ta không có vẽ sai. Chỉ chốc lát sau du phục thời liền ngã xuống từ trên thân khắp huyết kiếm, Diệp Tố nhanh chóng tiến lên ôm lấy hắn. Đây là... Mọi người trên thí luyện trường ngửa đầu nhìn thấy một phù chú đồ màu tím thật lớn dâng lên từ dưới mặt đất, sau khi nó chen vỡ kiếm trận thì liền lan ra bao trùm toàn bộ thiên cơ môn. Diệp Tố nhìn phù chú đồ trên không, những người khác có thể thấy được kết cấu của phù chú, nhưng trong mắt nàng nó chỉ là một mảnh màu tím mơ hồ. Cả người du phục thời đẫm mồ hôi, Diệp Tố ôm hắn đi vào, nhận lấy tông sử mà Trương Phong Phong đưa qua, sư phụ, tụi con về nghỉ ngơi trước. Trương Phong Phong ngơ ngác gật đầu. Đại năng của các đại tông đều đang chờ ba ngày sau đưa Hồ Vương đi yêu giới, trong nháy mắt khi phù chú đổ dâng lên, tất cả đồng thời nhìn về phương hướng của thiên cơ môn. Nơi đó, đã xảy ra chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Xin giải thích một chút, các bạn đừng dùng giả thuyết về tốc độ tu luyện của các chuyện khác so sánh với chuyện này nhé. Thế giới tu chân trong đây có thiết lập riêng, có quan hệ với cốt truyện ở phía sau tương đương. Chương 169 Tông Sử Diệp Tố chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt du phục thời tái nhợt đến như vậy, tay nàng vòng qua eo hắn, dẫm lên khắp huyết kiếm trở lại Cửu Huyền Phong, chỉ một khoảng cách ngắn như vậy thôi mà khuỷu tay nàng đã bị mồ hôi của hắn thấm ướt đẫm. Hắn làm sao vậy? Dịch Huyền còn đang đứng ở trong viện, nắm trọng minh đao coi chừng cốc Lương Thiên, thấy hai người vội vàng trở về thì không khỏi hỏi. Hao hết linh lực." Diệp Tố trả lời một câu liền ôm Du Phục thời bước nhanh về phòng. Quả nhiên Mỗi khi Du Phục Thời xuất hiện vấn đề thì trận pháp không gian trong phòng sẽ tự động mở ra. Diệp Tố đã quen cửa quen nẻo biết phải làm như thế nào, nàng đỡ tiểu sư đệ vào trong linh đàm, đợi hắn khôi phục là được. Chẳng qua lần này, khi Du Phục Thời vừa tiến vào linh đàm thì Diệp Tố phát hiện linh khí trong linh đàm điên cuồng rót vào trong thân thể hắn, tốc độ nhanh hơn những lần trước mấy lần hiển nhiên là phù chú đồ vừa rồi hắn vẽ trên đại môn thiên cơ môn so với bất luận lần dùng linh lực nào trước kia đều tiêu hao hơn rất nhiều. Bên ngoài sân, cốc lương thiên đầu tiên ngửa đầu nhìn không chung, sau đó lại nhìn Diệp Tố và Du Phục Thời trở về phòng. Cuối cùng hắn quay đầu hỏi Dịch Huyền, trên đỉnh phong này chỉ có năm gian phòng, các ngươi sáu sư huynh muội chia nhau ở như thế nào? Dịch Huyền ôm kiếm, không phản ứng hắn. Quả nhiên người thiên cơ môn lỗ tai đều không tốt. Cốc Lương Thiên như suy tư gì nói, người giống hệt tên Du Phục thời vậy. Hắn từ những tố hồi ngọc bản thu thập được quan sát những người thiên cơ môn này, phát hiện Du Phục thời rất không ưa phản ứng lại người khác. Dịch Huyền quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, liên quan gì tới ngươi? Cốc Lương Thiên chưa bao giờ giao tiếp gần với Dịch Huyền, bị hắn nhìn sang thì kinh ngạc trong chốc lát vừa rồi nhìn ngươi có chút quen mắt đã thấy qua ở đâu rồi thì phải ngón tay dịch huyền vừa động trọng minh đao liền lộ ra một nửa lưỡi đao cảnh cáo cốc lương thiên hắn cảm thấy tên phật tử này đang muốn tìm cách thăm dò thiên cơ môn diệp tố sao còn chưa ra cốc lương thiên im lặng một lát lại nhịn không được tiếp tục hỏi bình thường hắn cũng không có nhiều lời như vậy phải luôn bảo trì hình tượng phật tử mọi lúc mọi nơi nhưng hiện giờ cốc lương thiên đã không còn là Phật tử, phía sau lại không có ai chống lưng. Một thân một mình tiến vào thiên cơ môn nên trong lòng ít nhiều có vài phần lo sợ bất an. Thì làm sao? Tân thẩm chi cực kỳ không vui chừng mắt nhìn cốc lương thiên, người lắm mồm quá. Nếu hắn không ở đây thì ông có thể tâm sự được với đồ đệ một phen rồi. Kết quả hiện tại đồ đệ bảo bối lại phải trông chừng tên cốc lương thiên này. Nhị sư phụ, dịch huyền đau đầu nhìn tân thẩm chi vừa rồi tân thẩm chi từ ngoài viện vọt vào liền ôm lấy hắn sau đó lại đẩy hắn ra đánh giá từ trên xuống dưới một lượt nhìn cả nửa ngày mới thở dài một hơi nhẹ nhõm còn tốt tứ chi vẫn còn đầy đủ hết tựa hồ hoàn toàn không phát hiện ra ma khí trên người hắn đồ đệ hiện giờ tình hình bên ngoài không ổn con có huyết mạch ma chủ cũng là một chuyện tốt ít nhất mạnh hơn so với tu sĩ bình thường tân thẩm chi nói không cần để ý đến cái nhìn của những người khác tân trường lão ta không có câu kết với ma chủ cốc lương thiên nghe thấy tân kẻ điên của ngô kiếm phái nói những lời thâm minh đại nghĩa như vậy thì không khỏi dốc hết ruột gan thanh minh ba vị sư tổ cũng không phải do ta giết tân thẩm chi nghiêng đầu liếc cốc lương thiên một cái liên quan vẹo gì đến lão tử. cốc lương thiên có chút chua sót sư phụ hắn chỉ biết đuổi giết hắn Trọng Minh bỗng nhiên thoát ly thân đao, đứng bên người Dịch Huyền, hắn ngửa đầu nhìn phù chú đồ màu tím đang vận chuyển trên không, thấp giọng nói, cổ hơi thở này rất quen thuộc. Lúc này Diệp Tố bước ra khỏi phòng, nàng đóng cửa lại, tập trung linh lực lên đầu ngón tay vẽ một cấm phù lên cửa phòng, sau đó mới xoay người bước vào trong viện. Đại sư tỷ, Dịch Huyền tiến lên một bước, chỉ chỉ vào phù chú đồ trên không, bên trên là là đại trận do tiểu sư đệ vẽ hẳn là có thể phòng hộ cái gì đó diệp tố vừa trả lời vừa ngồi xuống bàn đá trong viện thuận tiện gõ gõ vào vị trí bên cạnh đối với cốc lương thiên khách khí nói phật tử mời ngồi cốc lương thiên ngập ngừng bước tới từng bước pháp trượng đài sen chi chít vết thương gõ thật mạnh trên mặt đất theo từng bước chân phát ra âm thanh nặng nề giống như tâm tình của hắn vậy chờ sau khi hắn ngồi xuống Diệp Tố cũng không nói gì với hắn mà lại cúi đầu lật lật tông sử. Tông sử không phải là một quyển sách bình thường mà là một kiện pháp bảo, nhìn bề ngoài dày khoảng ba tấc nhưng một khi mở ra thì lật mãi không thấy điểm cuối, bên trong ghi lại toàn bộ lịch sử của thiên cơ môn. Không, chính xác hơn là toàn bộ lịch sử thiên cơ môn từ sau thần vẫn kỳ, đại khái khoảng hơn vạn năm. Diệp Tố lật xem rất nhanh, nhưng một quãng lịch sử dài như vậy, mặc dù có nhanh thì cũng phải lật một hồi lâu. Bất quá thời gian trước Trương Phong Phong đã xem qua và đã đánh dấu tất cả những đoạn ghi chép về việc tu bổ hộ môn đại trận nên nàng chỉ cần tập trung vào những đoạn này là được. Cốc Lương Thiên ngồi ở bên cạnh mãi chẳng ai ngó ngàng tới, mỗi khi Diệp Tố lật một trang sách lòng hắn sẽ nhảy lên một nhịp, cảm giác không biết thứ đang chờ đợi mình là gì khiến người cảm thấy hốt hoảng không thôi. Mãi cho đến khi trời tối, Diệp Tố cuối cùng đã cơ bản nắm được thông tin từ Tông Sử. Từ sau thần vẫn kỳ, đại trận thiên cơ môn đã bắt đầu bị hư hại, cách một đoạn thời gian sẽ cần phải được chữa trị một lần. Căn cứ theo Tông Sử, ban đầu thiên cơ môn có riêng trận pháp đường chuyên môn phụ trách tu sửa hộ môn đại trận, thậm chí còn thường xuyên nhận yêu cầu làm việc từ các tông môn khác. Tuy nhiên vào một lần ra ngoài làm việc đụng phải ma chủ, thương vong nặng nề, đặc biệt là sau khi trưởng lão phụ trách hộ môn đại trận xảy ra chuyện thì truyền thừa cũng vì vậy bị đứt đoạn, chân pháp đường từ đó suy sụp. Vốn dĩ hộ môn đại trận của thiên cơ môn cần được tu sửa mỗi một ngàn năm một lần, tuy nhiên sau khi trận pháp đường hoàn toàn suy bại thì thiên cơ môn chỉ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài, hộ môn đại trận cũng bắt đầu trở nên cần được tu sửa thường xuyên hơn, từ một ngàn năm rút xuống mấy trăm năm là lại phải đại tu một lần. Cùng lúc đó, Bổn Tông Thiên Cơ Môn cũng trên con đường xuống dốc, linh khí từ linh mạch xuất hiện xu thế sụt giảm mặc dù chưa quá rõ ràng, toàn bộ tu chân giới cũng xuất hiện vấn đề tương tự, số lượng tu sĩ phi thăng giảm sút, không thể luyện ra được thần khí nữa. Bất quá, mặc dù Thiên Cơ Môn trên đà xuống dốc nhưng vẫn là tông môn luyện khí đứng đầu tu chân giới, lúc này vẫn còn có thể mời tông chủ Vạn Phật Tông đến để tu sửa đại trận. Tông chủ vạn Phật Tông tiền nhiệm và tông chủ hiện tại đều từng đến thiên cơ môn tu sửa hộ môn đại trận, tổng cộng 7 lần. Tông chủ vạn Phật Tông tiền nhiệm cũng chính là một trong ba sư tổ đã chết vào thời gian trước, trong thời gian nhiệm kỳ đến thiên cơ môn tu sửa 4 lần, sau khi tiến vào cảnh giới độ kiếp kỳ thì giao vị trí tông chủ cho đương nhiệm nhạc kỵ. Nhạc kỵ tu sửa 3 lần, sau đó đến thời kỳ thiên cơ môn bùng nổ thiên tài, luyện chế ra, ngụy thần khí, dẫn tới việc linh mạch Thiên Cơ Môn bị rút cạn trong một đêm, sau đó ông ta cũng không đến Thiên Cơ Môn nữa, việc tu sửa bị đẩy đến trên người những trưởng lão của Vạn Phật Tông. Ngón tay Diệp Tố dừng trên tờ tông sử nhỏ, nét bút có chút do dự, hẳn là người biên soạn cũng không hiểu rõ vì sao linh mạch lại đột nhiên biến mất, chỉ có thể kết hợp lại những sự việc phát sinh ngày đó để suy đoán. Tiếp theo sau đó, bởi vì linh mạch khô kiệt, Vị trưởng lão Thiên Cơ môn luyện chế ra ngụy thần khí vì thế mà tâm thần đại loạn, con đường tu luyện xảy ra vấn đề, thân vẫn đạo tiêu trong lúc tiến giai lên độ kiếp kỳ. Sau đó lớp thiên tài vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đều tử vong, từ đây Thiên Cơ môn hoàn toàn sụp đổ, cận kề bên bờ vực phế tông. Hiện giờ nhìn lại, nguyên nhân cái chết của những thiên tài đó rất kỳ quặc, chỉ còn lại một vị phó sư tổ mất tích không rõ diệp tố lật sang trang kế tiếp không ngờ lại bắt gặp tên của đồ thế tiền bối trong tông sử thiên cơ môn đoạn ghi chép này là do sư tổ hay chính là sư phụ của trường môn trương phong phong ghi lại hôm nay vạn phật tông cự tuyệt tông ta nhờ tu sửa đại trận nhưng không ngờ đệ tử đồ thế lại đồng ý đến xem xét thì ra đây chính là mối liên hệ giữa đồ thế tiền bối cùng với thiên cơ môn diệp tố khép lại tông sử nhìn về phía cốc lương thiên trình độ nghiên cứu của Tông Chủ Vạn Phật Tông đối với trận pháp như thế nào? Cốc Lương Thiên đầu tiên là sừng sốt, sau đó trả lời, người có năng lực trận pháp lợi hại nhất đương thời chính là Tông Chủ. Người có thể động tay động chân lên hộ môn đại trận thì trình độ nhất định phải không thấp, dựa vào thông tin trong Tông Sử, hai người có hiểm nghi lớn nhất chính là Tông Chủ tiền nhiệm và đương nhiệm của Vạn Phật Tông. Tuy nhiên, Tông Chủ tiền nhiệm đã chết, mà hung thủ, còn đang ngồi ở bên cạnh. Sau khi nhạc kỵ lên làm tông chủ, xu hướng suy tàn của thiên cơ môn càng lúc càng nhanh, thêm một điều không khéo chính là, hơn 500 năm trước, nơi những vị đệ tử thiên tài của thiên cơ môn xảy ra chuyện thì hoặc nhiều hoặc ít đều ở gần vạn Phật Tông ở phương Tây. Nguyên nhân có thể khiến luyện khí sư rời đi bổn tông chỉ có một, chính là đi thu thập tài liệu. Đoạn thời gian đó ở phía Tây xuất hiện không ít tài liệu tốt, cần phải tới nơi nhanh chóng cướp mua mới có thể mua được. Linh mạch của thiên cơ môn đột nhiên cạn kiệt, bọn họ cần phải cấp bách luyện chế ra pháp khí tốt để duy trì sinh tồn. Diệp Tố nhìn sang cốc lương thiên, tuổi tác hắn không lớn, trình độ cũng không đủ, không có khả năng liên quan đến chuyện của thiên cơ môn. Người có hiểm nghi lớn nhất chính là tông chủ vạn Phật tông tương nhiệm nhạc kỵ. Diệp Tố cúi đầu một lần nữa mở ra một trang trong tông sử, nội dung của trang này nói về thời gian trận pháp đường xảy ra chuyện, đầu ngón tay nàng gõ gõ trên trang giấy như suy tư gì đó, đây là chuyện xảy ra vào 7.000 năm trước. Thoạt nhìn không có liên quan gì đến vấn đề thiên cơ môn suy yếu. Chẳng qua, hiện giờ một lần nữa xem xét lại tổng thể từ đầu đến cuối, thì trận pháp đường xảy ra vấn đề mới dẫn tới việc kẻ nào đó nhân cơ hội này động tay động chân vào đại trận. 7.000 năm trước, thậm chí có thể ngược dòng đến tông chủ vạn Phật tông đời trước nữa. Từ lúc đó đã bắt đầu động thủ với thiên cơ môn rồi sao? Tiếc là hai tông chủ tiền nhiệm và tiền tiền nhiệm của vạn Phật tông đều đã chết. Cốc đạo hữu, ta nhất định sẽ tìm cơ hội thay ngươi rửa sạch oan tình. Diệp tố thu hồi tông sử vào túi cản khôn, nói với cốc lương thiên. Đa, đa tả, cốc lương thiên do dự đáp, ba chữ cốc đạo hữu khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Từ những tố hồi ngọc bản về những người thiên cơ môn ở tông môn đại bỉ, cốc lương thiên tổng kết ra được là, mỗi khi Diệp Tố xưng hô người đối diện là đạo hữu thì ngay sau đó nàng ta không đẩy mạnh tiêu thụ pháp khí thì cũng chính là đang chuẩn bị hại người khác. Khi cốc lương thiên còn đang tự hỏi có phải Diệp Tố muốn xuống tay với mình hay không thì Diệp Tố đã đứng dậy đi về phía tân thẩm chi. Tân trưởng lão, ngài có biết cảnh giới hiện tại của Hồ Vương đã đến mức nào rồi không? Diệp Tố hỏi. Tân Thẩm Chi còn chưa đến 300 tuổi mà đã bước một chân vào Đại Thừa Kỳ, được Tông Chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ cực kỳ coi trọng. Muốn mai sau truyền lại chức vị Tông Chủ cho ông nên phần lớn thông tin lớn nhỏ gì cũng đều sẽ nói cho Tân Thẩm Chi. Thương thế của Hồ Vương đã khỏi, nếu không lầm thì hắn ta hẳn là Đại Thừa Trung Kỳ. Tân Thẩm Chi nghĩ nghĩ nói đại thừa trung kỳ. Vậy có phải tiểu sư muội cũng đã tới đại thừa trung kỳ? Dịch huyền nhìn về phía nhị sư phụ hỏi. Tân thẩm chi theo bản năng muốn cào tóc, đáng tiếc tóc của ông hôm nay đã được buộc gọn gàng, tiểu sư muội. À, ý con là ninh thiền giao, nàng ta không phải có khế ước cộng sinh với yêu vương sao? Cảnh giới của yêu vương khôi phục thì nàng ta tất nhiên cũng theo đó mà tiến dai. Diệp tố rũ mắt không biết nghĩ cái gì mà đại thừa trung kỳ của nàng ta theo ta thấy chỉ có tiếng mà không có miếng. Kiếm pháp vẫn chỉ là trình độ nguyên anh mà thôi, nếu đánh tay đôi với ta mà không dùng linh lực thì nàng ta cửa sổ để thắng cũng không có. Tân thẩm chi ý muốn phô diễn thực lực trước mặt đồ đệ của mình. Nhị sư phụ, nàng ta không cần ra chiêu, dùng linh lực thôi cũng đủ nghiền áp người rồi. Dịch huyền lành lạnh đáp. Trước kia việc ký khế ước cộng sinh chỉ xảy ra khi tu sĩ và yêu có cảnh giới hơn kém nhau không nhiều, như thế mới có thể trợ lực cho nhau. Tân Thẩm Chi sờ đầu, nhắc đến cũng kỳ quái, tiểu sư muội kia của con cảnh giới thấp tè như vậy mà đến bây giờ còn chưa bị phản phệ, có vẻ huyền âm chi thể có điểm đặc thù riêng. Khế ước cộng sinh, tuy nói là đồng sinh cộng tử nhưng nếu cảnh giới của tu sĩ quá thấp thì chắc chắn sẽ bị yêu ký khế ước phản phệ đào lấy nguyên anh để tăng lên lực lượng trong quá khứ có không ít tu sĩ vì thế mà chết trong tay yêu diệp tố bỗng nhiên ngước mắt nói chúng ta phải đi yêu giới khi bọn họ thông qua bí cảnh băng dương do các đại năng ép ra để tiến vào yêu giới thông qua lỗ hồng trong đó diệp tố muốn dẫn du phục thời cùng đi theo vào lấy về ngạch linh huyết đệ cũng đi dịch huyền không chút do dự nói tác giả có lời muốn nói có vài bạn đọc bị rối về tuyến thời gian, để tôi giới thiệu lại một chút nhé. Lấy Thần Vẫn Kỳ làm danh giới. Thần Vẫn Kỳ là cách nay một vạn năm, 10.000 năm trước. Hơn 2.000 năm trước là thời điểm huyền âm chi thể đầu tiên xuất hiện. Hơn 500 trước là thời điểm các thiên tài một lần nữa xuất hiện ở thiên cơ môn. Nhưng cũng đồng thời là lúc linh mạch khô kiệt, dẫn tới thiên cơ môn hoàn toàn suy bại. PS. Thật ra thiên cơ môn vẫn luôn xuống dốc chẳng qua từng là đại tông môn nên ra đại nghiệp đại. Chương 170. Em a giới tam chủ. Ba ngày sau, Hồ Vương sẽ cùng với Ninh Thiển Giao sẽ tiến vào yêu giới thông qua băng dương bí cảnh. Băng dương bí cảnh đã từng cùng xuất thế cùng với hoang thành bí cảnh. Lúc ấy mấy người diệp tố và từ trình ngọc chọn đi hoang thành bí cảnh. Còn Lục Trầm Hàn và Ninh Thiển Giao thì rèn luyện trong băng dương bí cảnh quyển trục vạn cảnh thông của Hoàng Nghị Tiền chính là bị Hồ Vương đoạt đi trong băng dương bí cảnh. Tất cả đại năng của các tông đều đã xuất quan, sau khi dò hỏi thì liền đoán được Hồ Vương sở dĩ xuất hiện trong băng dương bí cảnh vì nơi đó một lỗ hồng thông với yêu giới. Hiện tại bọn họ sẽ hợp lực bức ra băng dương bí cảnh, đồng thời mượn máu của Ninh Thiền Giao và Hồ Vương để mở ra lối đi, tiến vào yêu giới. Còn vì sao phải chờ đến ba ngày sau, Nguyên nhân là vì đại năng của các tông còn chưa thống nhất được ý kiến. Côn Luân, Thượng Khuyết Tông, Ngũ Hành Tông, còn có Vạn Phật Tông đã mất đi ba vị sư tổ, đều đồng ý để đệ tử cùng tiến vào yêu giới, trợ giúp Hồ Vương giành lấy vị trí yêu chủ, mở ra đại môn yêu giới, liên thủ với tu sĩ tiêu diệt ma giới. Nhưng Hợp Hoan Tông không muốn tham gia vào vũng nước đục này mà hai vị đại năng của ngô kiếm phái còn đang suy xét có nên hợp tác với yêu giới đối phó ma giới hay không trước thần vẫn kỳ mối liên hệ của tam giới cân bằng ma vật cũng không phải là mục tiêu đối phó của tu sĩ ma giới tam chủ chỉ còn lại hai nhưng trong số đó lại có một ma chủ được phật tử vạn phật tông quy phục hút hết lực lượng của ba vị độ kiếp đại năng công lực hẳn là đã bành trướng rất cao chính sơ tôn nhân đứng trước một hồ nước mênh mông nói chuyện với những người trong bảy mặt thủy kính trước mặt, chúng ta đoán ma chủ đó hẳn là đồ vưu. Đồ vưu chính là ma chủ xuất hiện trong tố hồi trận pháp của tông môn đại bì, là quan hộ thành đã tàn sát cả huy thành, khiến vu thừa duyệt không ngừng phải lặp đi lặp lại trơ mắt nhìn người thân tử vong. Bảy người trong thủy kính lần lượt là hai vị đại năng của hợp hoan tông, hai vị đại năng ngô kiếm phái, đại năng của thượng khuyết tông và ngũ hành tông, cuối cùng là tông chủ vạn Phật tông ngoài ra còn hai vị đại năng côn luân khác không lộ mặt. Tu chân giới có tổng cộng 9 vị độ kiếp đại năng, lúc trước là 12 vị nhưng vạn Phật Tông đã mất 3 vị nên nhạc kỵ phải đành ra mặt tham dự. Bình Thư Lan đã chết, hình phụ du rú trong ma giới mấy ngàn năm cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Hiện giờ ma vật lại xâm lấn tứ phía, rất khó nói đồ vưu không có liên quan gì đến chuyện này. Chính sơ tôn nhân nói, đồ vưu người này ma tính khó trừ lại chiếm được linh lung cốt nhất định là bà ta hạ lệnh cho ma vật tác quái sau đó lẻn vào hút cạn lực lượng của ba vị độ kiếp đại năng vạn phật tông tiền tông chủ hợp hoan tông có bối phận ngang với chính sơ tôn nhân là một vị nam nhân xinh đẹp cả người treo đầy lục lạc thoáng hơi động liền vang lên tiếng leng keng ông che miệng khẽ cười đồ vưu vốn chính là ma ở đâu ra ma tính khó trừ như ông nói chứ nhạc kỵ ngồi giữa chư vị đại năng tâm tình hỗn độn thì ra tính cách nói chuyện chuyên lạc đề của người hợp Hoan Tông là được truyền thừa từ trên xuống dưới. Đáng tiếc Bình Thư Lan đã chết, nếu không chúng ta và ma giới đã có thể chung sống trong hòa bình. Đại năng Thượng Khuyết Tông thở dài nói. Ma giới Tam chủ, Bình Thư Lan tính thiện, ngẫu nhiên còn có lui tới với tu chân giới, là ma tu duy nhất trải qua thần vẫn kỳ, hình phụ là người kế nhiệm vị trí của bà chấp trưởng ma giới còn đồ vưu là ma tu cùng thời với hình phụ chưa từng chính thức nắm quyền về sau mai danh ẩn tích huyết mạch ma chủ rất đặc thù một điểm không giống với đại năng tu chân giới đó là có đi lại bên ngoài cũng không dẫn đến lôi kiếp chỉ có khi muốn phi thăng mới có thể nghênh đón lôi kiếp xuất hiện cho nên ma chủ không thường bế quan muốn trách thì trách côn luân dạy ra một đệ tử quá tốt tiền tông chủ hợp hoan tông thành dực ám chỉ nói không chỉ có thể khiến Bình Thư Lan động tâm mà còn đi trêu chọc cả Thánh nữ Vạn Phật Tông, một chân đứng hai thuyền. Suy cho cùng, tu chân giới hiện giờ loạn thành như vậy đều là do Côn Luân cùng Vạn Phật Tông các người. Thành tông chủ bế quan mấy ngàn năm nhưng chuyện bên ngoài lại không bỏ sót chút nào nhỉ? Chính Sơ Tôn Nhân lạnh lùng nói. Việc này mọi người đừng tranh luận nữa, chi bằng suy nghĩ xem hiện tại Đồ Vưu đã hút hết linh lực của ba vị độ kiếp đại năng lại còn có linh lung cốt nếu bà ta có thể phi thăng thì với tình huống hiện tại chỉ sợ là tu chân giới khó mà giữ được tiền tông chủ ngũ hành tông nói khó trách năm đó bình thư lan truyền lại chức vụ cho hình phụ mà không phải cho đồ vưu dù sao thì đệ tử hợp hoan tông chúng ta sẽ không đi thành dực trực tiếp cự tuyệt yêu giới đã đóng cửa gần vạn năm ai biết bên trong đó đã biến thành cái dạng gì lỗ hồng thông với yêu giới chứa không được bao nhiêu người tông chủ với cảnh giới đại thừa kỳ tiến vào có khả năng cực kỳ cao sẽ bị phát hiện chỉ có thể phái đệ từ cảnh giới thấp một chút nhưng thực lực không tồi đi vào cũng chính là lứa tinh anh của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi hiện nay vừa phải vì yêu vương dọn sạch chướng ngại vừa phải kiềm chế ninh thiền giao khiến yêu vương xuất quân liên thủ với tu chân giới chính sơ tôn nhân cũng không ngạc nhiên với cách làm của hợp hoan tông ông ta nhìn về phía hai vị đại năng ngô kiếm phái vẫn luôn trầm mặc nghe nói ngô kiếm phái cử đệ tử đi đến thiên cơ môn hôm qua thiên cơ môn xuất hiện dị tượng không biết đã xảy ra chuyện gì giúp đỡ kết kiếm trận hộ môn mà thôi linh mạch thiên cơ môn vừa mới khôi phục hẳn là do linh khí bùng nổ dẫn tới trận pháp sinh ra dị tượng tiền tông chủ ngô kiếm phái nói kế hoạch liên thủ yêu giới tàn sát ma giới có phải có chút qua loa hay không và lại ý muốn nhúng tay vào việc của yêu giới cũng không quá thỏa đáng việc đồ vưu đã làm rõ như ban ngày ba vị độ kiếp đại năng đều đã chết không chừng tiếp theo chính là một trong số chúng ta ở đây chính sơ tôn nhân nhìn thoáng qua bảy mặt thủy kính bà ta là ma chủ cho dù có phi thăng cũng vẫn có thể lưu lại đây với lực lượng của thần một cái phất tay cũng đủ san bằng tu chân giới thành bình địa chúng ta không phải là vì chính mình mang là đang suy tính vì tương lai của tu chân giới. Mọi người trầm mặc. Chính sơ tôn nhân thở dài một tiếng, giờ ra hai tờ chiến thư đã bị xé rách. Lúc trước ta đã hạ chiến thư tới ma chủ, yêu cầu đơn độc luận chiến. Đáng tiếc dù là hình phụ hay đồ vưu đều xé bỏ chiến thư không nhận. Cuối cùng mọi người dùng cách bỏ phiếu để quyết định xem có phái đệ tử đi cùng hay không. Hợp hoan tông bỏ phiếu trống, ngô kiếm phái bỏ phiếu trắng nhưng những tông còn lại đều bỏ phiếu thuận. Tông chủ muốn ba người chúng con đi yêu giới. Từ Trình Ngọc bị Tân Thẩm Chi gọi qua, sau khi nghe ông nói thì có chút bất ngờ. Không chỉ có mỗi ba đứa, đệ tử của các tông khác cũng cùng đi. Tân Thẩm Chi nghĩ nghĩ, ta nghĩ hẳn là nhóm các đệ tử tranh 10 vị trí đầu trong tông môn đại bỉ. Còn mấy người diệp tố thì sao? Từ Trình Ngọc nhìn cửa phòng vẫn đóng chính sơ tôn nhân còn chưa biết bọn nhóc đã trở lại từ bồng lai tân thẩm chi thật ra có báo lại với tông chủ nhưng tông chủ lại không nói chuyện này ra dù sao lúc ấy rốt cuộc ba người diệp tố cũng coi như đã đắc tội chính sơ tôn nhân tuy rằng được bồng lai trưởng sử mang đi nhưng ít nhiều chắc chắn cũng đã bị ghi thù mấy đứa cứ đi bình thường thôi không cần lo quá nhiều tân thẩm chi nói các sư tổ sẽ hạ lên người mấy đứa một đạo thần thức hộ mệnh phòng ngừa yêu giới xảy ra vấn đề. Từ trình ngọc gật đầu, con đã biết. Ba ngày sau, các đại năng hợp lực bức cho băng dương bí cảnh mở ra, bọn họ không có cách nào đi vào. Với cảnh giới độ kiếp kỳ thì vừa tiến vào một chân bí cảnh sẽ ngay lập tức sụp đổ. Cho nên đệ tử của các tông được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, đi theo Hồ Vương cùng Ninh Thiển Giao vào băng dương bí cảnh, đi tìm lỗ hổng nối với yêu giới. Ninh Thiền Giao thật sự đã tới đại thừa trung kỳ. Liên Liên đi chậm ở phía sau hỏi Chu Vân: Khế ước cộng sinh thật là quá mức bá đạo, ngay cả tu luyện cũng không cần nữa. Đã một thời gian dài bọn họ không gặp nhau, ai cũng vội vàng đi trừ ma khắp nơi, gia tăng cảnh giới. Gần ba tháng qua mỗi một tin tức truyền tới thì cái sau liền so với cái trước chấn động. Chu Vân gật đầu, vừa đi vừa cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sau đó ghé sát vào bên người Liên Liên viết vào trong lòng bàn tay nàng mấy chữ, Diệp Tố, Dịch Huyền, hợp thể hậu kỳ. Liên liên trợn mắt há hốc mồm, sao lại nhanh như vậy? Nàng và Trình Hoài An trong hơn 10 tháng qua mỗi ngày đều vùi đầu vẽ phù chú, nghiên cứu bí kíp lấy ra từ luân chuyển tháp, thật vất vả cửu tử nhất sinh tiến giai đến hóa thần sơ kỳ, vậy mà tốc độ của hai người đó còn nhanh hơn. Không phải nói càng lên cao càng khó tiến giai sao? Chu Vân tiếp tục viết trên tay nàng, Diệp Tố nói là nhờ ăn quả bồ đề, được bồng lai tặng. Liên liên nháy mắt liền hiểu rõ, đây là cơ duyên. Không phải ai cũng đều có thể có duyên với bồng lai. Trong phòng, trận pháp không gian vẫn còn đó. Diệp Tố ngồi bên cạnh hồ, trong tay cầm quyền trục vạn cảnh thông nhận lại từ chỗ Phạm Ương Thủy. Quyền trục này có thể dẫn bọn họ tiến vào yêu giới lúc trước ở trong băng dương bí cảnh, Hồ Vương sở dĩ muốn cướp nó là bởi vì quyển trục vạn cảnh thông có thể giúp hắn trở lại yêu giới. Đây là bản năng của Hồ Vương. Băng dương bí cảnh, nàng không đi được, cũng không thể ra tay ở trong đó. Chín vị đại năng tề tự, một cái phất tay thôi mệnh sẽ không còn. Cho nên Diệp Tố vẫn luôn tính toán sẽ thông qua vạn cảnh thông để tiến vào yêu giới. Bất quá để vào được yêu giới cần phải có yêu huyết để mở ra thông lộ, hiện tại tiểu sư đệ vẫn còn chưa tỉnh, phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể đi được. Diệp Tố chống một tay lên cầm nhìn ra bên ngoài, như đang suy tư gì. Hôm qua Tân Thẩm Chi đã báo cho bọn họ biết nhóm người từ Trình Ngọc đã đi theo yêu vương vào yêu giới. Dịch huyền muốn đi cùng nàng, cốc lương thiên vậy mà cũng muốn đi theo, nói là sợ tông chủ vạn Phật tông tìm tới thiên cơ môn, nên là muốn đi theo các nàng vào yêu giới diệp tố đoán hắn muốn tìm cơ hội lưu lại yêu giới không trở về tu chân giới nữa bất quá nếu để cốc lương thiên ở lại thiên cơ môn nàng cũng không yên tâm diệp tố đang suy nghĩ chuyện đi yêu giới thì bỗng nhiên cảm thấy đằng sau eo bị chọc một chút nàng xoay người nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ vốn dĩ đã hóa thành bản thể lặn xuống dưới đáy hồ không biết từ lúc nào đã khôi phục hình người từ dưới nước đi lên mái tóc đen dài một nửa dập dềnh theo làn nước một nửa dán dọc theo cổ, vai. Một bàn tay của hắn vịn vào thành hồ, một bàn tay khác vươn ngón trỏ chọc vào eo Diệp Tố, vẫn còn chưa kịp rút lại. Sau khi bị bắt gặp tại trận thì hắn cũng hoàn toàn không chuột dạ, ngược lại còn vươn ra cả bàn tay nắm lấy vạt áo Diệp Tố, đuôi dài màu đen ở trong hồ vô ý thức đong đưa, khiến cho mặt nước gợn sóng liên hồi. Diệp Tố xoay người lại, nhìn thoáng qua chiếc đuôi dài trong nước, cúi đầu nhìn tiểu sư đệ mỹ nhân xà tỉnh rồi đáy mắt du phục thời vẫn còn màu tím nhạt thật lâu chưa rút đi hắn ngửa đầu hỏi diệp tố mỹ nhân xà là nói ta sao tuy rằng không biết vì sao lại gọi hắn là mỹ nhân xà nhưng hai từ đầu tiên nghe có vẻ là ca ngợi mà khen chính là khen bản thể của hắn cho nên mặt mày tiểu sư đệ liền bừng lên vẻ sung sướng chính là nói đệ đấy diệp tố nắm lấy tay du phục thời đứng lên nào, chúng ta đi yêu giới lấy về ngạch linh huyết. Trong nháy mắt bước ra khỏi nước, chiếc đuôi của du phục thời khôi phục thành hai chân thon dài, vảy màu đen biến thành một áo khoác mỏng khoác hờ trên người. Ninh Thiển Giao ở yêu giới, du phục thời đột nhiên hỏi Diệp Tố. Diệp Tố lấy ra quần áo của tiểu sư đệ mà mình đã vớt ra từ dưới đáy hồ sau đó phơi khô, nàng phủ quần áo lên người tiểu sư đệ, có chút ngạc nhiên nói. Đệ đã sớm biết được trên người nàng có ngạch linh huyết ứ. Du phục thời giơ tay chỉ chỉ vào giữa chán, nơi này của nàng ta có đồ của ta. Theo cảnh giới của Ninh Thiển Giao càng cao, tần suất sử dụng càng nhiều, cảm ứng của Du phục thời càng thêm mãnh liệt. Lúc ban đầu nhìn thấy Ninh Thiển Giao chỉ đơn giản là không thích nàng ta mà thôi, cho tới bây giờ hắn đã xác định được rõ ràng trong cơ thể đối phương có đồ của mình diệp tố nhìn màu tím nhạt vẫn chưa phai đi dưới đáy mắt tiểu sư đệ có phải đệ đã nhớ tới cái gì hay không du phục thời hơi hơi nghiêng đầu nhớ tới cái gì cũng không quan trọng chúng ta cần phải đi thôi diệp tố dẫn du phục thời ra ngoài dịch huyền và cốc lương thiên đang ở gian phòng cuối cùng nàng đưa tin cho sư phụ báo một tiếng sau đó đẩy ra cửa phòng của dịch huyền nói với hai người bên trong chúng ta đi thôi Bốn người đứng thành một vòng, Diệp Tố lấy ra quyển trục vạn cảnh thông, nhìn thoáng qua Du Phục Thời, sau đó lại cắt ngón tay mình nhỏ máu lên thử trước. Không có tác dụng. Tuy rằng nàng đã từng uống một giọt máu của tiểu sư đệ. Không đợi Diệp Tố lên tiếng, Du Phục Thời chủ động vươn ra một ngón tay, cắt một đường, nhỏ một giọt máu lên quyển trục vạn cảnh thông, một luồng ánh sáng hiện lên, bốn người cùng với quyển trục trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ chương 171 Quy yêu Băng dương bí cảnh vốn chỉ cho phép người có tu sáu từ Nguyên Anh trở xuống tiến vào, nhưng vì có độ kiếp đại năng ở bên ngoài chống đỡ nên các đệ tử trẻ tuổi mới có thể đi vào mà không đến mức làm sụp bí cảnh. Ninh Thiển Giao và Hồ Vương đứng cùng với nhau, nàng ta hiện tại vì nhận được lợi ích từ khế ước cộng sinh, không cần phải chịu lôi kiếp, không cần phải tu luyện cũng đều có thể trực tiếp nhảy lên cảnh giới đại thừa trung kỳ. Đại thừa, chỉ còn cách độ kiếp một bước nữa thôi. Ninh Thiển Giao cảm nhận được lực lượng bàng bạc trong cơ thể. Những đệ tử Đại Tông đi ở phía sau thì lại làm sao? Một đạo linh lực của nàng ta thôi cũng có thể áp chế bọn họ triệt để. Với thực lực hiện giờ của bản thân thì nàng ta không thua kém trình độ của các tông chủ Đại Tông là bao. Ninh Thiển Giao đi ở phía trước, nghe thấy thanh âm của Liên Liên thì khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, hai mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đúng vậy, có ai có thể giống được nàng ta, mới vừa hơn 20 mà đã cảnh giới đã là đại thừa trung kỳ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn yêu vương đang dẫn đầu đoàn người, hiện giờ vết thương của hắn đã khỏi hẳn, cảnh giới khôi phục, hơi thở đã sớm không giống với lúc trước, nhưng giữa hai người có khế ước cộng sinh, thêm nữa bản thân nàng ta cũng chiếu cố hắn một thời gian dài nên quan hệ của bọn họ cũng không giống với những đôi ký kết khế ước thông thường. Chính là chỗ này Hồ Vương đứng lại trước một khối núi đá. Chúng ta đi vào từ đây. đệ tử các đại tông đứng tập trung vây lại xung quanh vị trí mà hắn chỉ, nhìn Hồ Vương cùng Ninh Thiển Giao cắt một đường vào lòng bàn tay. Máu của hai người bay lên không trung hợp lại thành một, sau đó bị Hồ Vương đẩy vào trong núi đá. Ninh Thiển Giao nuốt xuống một viên hồi huyết đan, sau đó dùng linh lực chùm lấy miệng vết thương trong lòng bàn tay. Đôi mắt khẽ liếc qua Lục Trầm Hàn bên cạnh nhưng rồi lại rất nhanh thu hồi tầm mắt. Ngoại trừ hô một tiếng Lục ca ca, lúc ban đầu hội hợp, nàng ta không hề nói thêm lời nào với Lục Trầm Hàn. Chưa cần nói tới chuyện lúc ở trong luân chuyển tháp Lục Trầm Hàn bỏ rơi ninh thiền giao, hiện tại cảnh giới của nàng ta đã là đại thừa trung kỳ, trong khi Lục Trầm Hàn chỉ mới là hóa thần sơ kỳ mà thôi, phải biết rằng đệ tử của các đại tông khác cũng đã đuổi kịp rồi. Ninh Thiển Giao cảm thấy thất vọng về lục trầm hàn, vốn dĩ nàng ta còn tưởng rằng bản thân quen biết được một tu sĩ thanh niên tài tuấn cường đại như thế nào, kết quả cũng chỉ có vậy. Cũng may bản thân còn có khế ước cộng sinh với Hồ Vương. Mở rồi, mã tổng thu nhìn núi đá hô lên. Mọi người đồng thời nhìn về phía khối núi đá thật lớn, quả nhiên có một cái động hình tròn từ từ hiện ra, bên trong lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Chiều cao của hang động này còn chưa bằng chiều cao của một người bình thường, muốn đi vào phải khom lưng. Hồ Vương dẫn đầu bước vào động, những người khác cũng không ngăn cản. Trước khi tiến vào băng dương bí cảnh chính sơ tôn nhân đã bắt hắn lập lời thề, lại còn một tầng thần thức bảo mệnh của các tổ tông hạ trên người nên ai nấy cũng đều không quá lo lắng hắn sẽ dở quẻ. Ninh thiển giao theo sát sau đó, nàng ta cũng không lo lắng bên trong yêu giới sẽ có nguy hiểm gì vì dù sao nàng ta cũng có khê ước cộng sinh với Hồ Vương. Các đệ tử Đại Tông lần đầu tiên bước vào yêu giới nên người nào cũng tập trung tinh thần, vận chuyển linh lực, chú ý tứ phía sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nhóm từ Trình Ngọc là nhóm thứ ba đi vào, vừa bước vào hang động thì hắn liền nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên, ngón tay cái đẩy một cái, một phần ba lưỡi kiếm liền ra khỏi vỏ, Đợi đến khi xác nhận bọn họ đã đến yêu giới thì lúc này kiếm mới được tra lại vào vỏ. Trước mắt bọn họ là một mảnh đại thụ xanh um che trời, quanh thân đại thụ là các sợi dây leo khô, to như nắm tay, trải dài từ trên cây đến trên mặt đất, trên dây leo còn phủ đầy rêu xanh, thỉnh thoảng còn có tiếng chim mổ thức ăn, trong hô hấp đều có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ, giống như linh khí lại không phải là linh khí. Đây là yêu giới. Nhan Hảo phe phẩy quạt lông màu hồng của mình, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Từ lâu nghe nói yêu giới có rất nhiều mỹ nhân, không biết có thể dẫn một vài mỹ nhân về làm đệ tử hợp hoan tông của chúng ta hay không? Ninh Thiển Giao đứng ở đằng trước nghe lời nàng nói thì trong lòng khinh thường, muốn tìm yêu để ký khế ước cộng sinh mà thôi, mất công nghĩ ra lý do dễ nghe như vậy. Ninh Thiển Giao ngày trước đứng trên tiên đài Côn Luân cực kỳ hâm mộ hợp hoan tông nhan hảo đã không còn nữa, Hiện giờ nàng ta có cảnh giới đại thừa, nhìn ai cũng đều mang theo tâm thế nhìn từ trên xuống. Chu Vân cúi đầu nhìn dưới chân, cỏ ở yêu giới cũng đều dài ở hơn tu chân giới, nàng duỗi tay muốn sờ thử, nào ngờ ngon cỏ đó vậy mà lại trốn sang bên cạnh. Mọi thứ trong yêu giới đều thật mới lạ, Chu Vân vẫn muốn sờ sờ ngọn cỏ đó, tuy nhiên nàng vừa khom lưng còn chưa kịp chạm tới thì liền nhìn thấy ở phía sau xuất hiện một đôi chân, là Lục Trầm Hàn. Chu Vân rụt tay lại đứng lên, đôi mắt lặng lẽ đánh giá Lục Trầm Hàn. Thật ra đội ngũ của bọn họ có chút kỳ quái, vạn Phật Tông không cử đệ tử cùng đi, yêu vương và ninh thiển giao luôn dính với nhau. Lục Trầm Hàn lại không thân thiết với hai người này, chỉ cô độc mà an tĩnh đi theo ở phía sau. Cách hành xử có chút không giống với tính cách luôn đứng đầu trong mọi việc của hắn trong quá khứ. Chu Vân thu hồi tầm mắt, thầm không khỏi cảm thán, Lúc này mới chỉ qua mấy năm mà nàng đã không còn cảm giác gì với Lục Trầm Hàn, nhớ trước đây khuôn mặt này, cộng thêm dáng người khi vung kiếm đã từng khiến mình mê mệt đến thất điên bát đảo. Thật ra mấy năm nay mặt mũi của Lục Trầm Hàn đã nảy nở hơn, trở nên thành thục hơn, nhưng đáng tiếc là dường như đã mất đi thứ gì đó. Chu Vân nhớ lại Dịch Huyền Sư đệ vừa trở về Thiên Cơ môn không bao lâu. Dịch Huyền Sư đệ tuy đã nhập ma nhưng vẫn đẹp như vậy ánh mắt còn càng thêm kiên định. Đây là đất rừng hoang, không phải địa bàn của ta." Hồ Vương quay đầu nhìn các tu sĩ nói, "Bên trong yêu giới không có nhiều tu sĩ, các ngươi tốt nhất cứ đi theo sát bên người ta." Đoàn người theo Hồ Vương đi về phía trước hướng về núi Thanh Khâu, trên đường bắt gặp một ít yêu có làn da màu xanh lá ở trên đại thụ, có đôi khi thấy chúng nương theo dây leo nhảy từ cây này sang cây khác, nhưng nhìn thấy bọn họ thì bọn chúng đều chạy trốn. Đó là một đám tiểu yêu hoang dại mà thôi." Hồ Vương thấy đệ tử của các đại tông bị các tiểu yêu đó hấp dẫn liền nói, "Pháp lực của yêu càng cao thì sẽ càng không dễ dàng hiện ra bản thể, ngoại trừ một ít yêu hung ác." Hồ Vương muốn dựa vào các đệ tử này để đi thu thập các yêu vương khác, trong địa bàn của từng yêu vương có không ít cao thủ, hiện giờ hắn dẫn theo nhiều đệ tử đại tông như vậy, những người này còn mang theo rất nhiều pháp bảo, chiến lực hẳn là không thua kém. Mấu chốt nhất là, tông chủ đan tông còn cho hắn một lọ đan dược, sau khi ăn vào có thể tạm thời đề cao cảnh giới, đạt giới trình độ ngụy thần. Lần này vị trí yêu chủ hắn cầm chắc rồi. Chẳng qua hắn cũng đã rời đi mấy năm, không biết núi Thanh Khâu hiện tại như thế nào. Đây chính là yêu giới. Sau khi bị quyển trục vạn cảnh thông hút vào, một lần nữa mở mắt ra thì cốc lương thiên liền thấy bản thân đang đứng trên một bờ biển trước mắt là biển xanh bát ngát sóng vỗ đến chân trời, sau lưng là từng cụm đá lầm chởm. Dịch huyền cúi đầu nhìn nước biển còn chưa đến mắt cá dưới chân, có chút mới lạ, hắn khom lưng nhúng tay vào mặt nước, cảm nhận lực độ sóng biển đánh vào tay. Dù phục thời ngựa quen đường cũ duỗi ngón tay ra trước mặt Diệp Tố, tuy nhiên chữ đau, còn chưa kịp thốt ra thì vết cắt trên tay đã lành lại. Diệp Tố nhịn không được cười một tiếng, xem ra yêu giới rất thích hợp với tiểu sư đệ. Du phục thời, phiền. Từ trong nguyên tắc cộng với thông tin trong những quyển giã sử trong luân truyền tháp, Diệp Tố Đại Khái nắm được phân bố của yêu giới. Yêu giới có tổng cộng 7 tộc lớn, gồm hồ tộc, xà tộc, lang tộc, quy tộc, vũ tộc, hùng tộc và hồ tộc. Những tộc nhỏ khác không có tiếng nói quá lớn, hoặc là dựa vào đại tộc sinh sống, hoặc là ẩn cư ở chỗ sâu địa bàn của hồ tộc là ở núi Thanh Khâu. Bốn người đạp lên mấy tảng đá đi vào bờ, mới đi được một nửa, chợt mặt biển đột nhiên dựng lên sóng to ập về phía bọn họ. Dịch huyền là người phản ứng đầu tiên, hắn xoay người rút đao, chân đạp đá nhảy lên, bổ đao xuống sóng lớn trước mặt. Sóng lớn như một bức tường cao bị chém thành hai nửa, đổ ập xuống những tảng đá ở hai bên trái phái, phát ra tiếng ầm ầm khiến mặt đất như rung chuyển. Bốn người đứng ở giữa bình an vô sự. Lúc này, một người trồi lên khỏi mặt nước, trên người còn mang theo một cái mai rùa, chiếc mai bóng lưỡng như mới. Tiểu yêu phương nào dám tự tiện xông vào bình hải? Đối phương đạp sóng lướt tới, đến khi nhìn thấy rõ bọn họ thì ngẩn người ra, tu sĩ. Còn có ma vật. Trong yêu giới cũng có tu sĩ lẫn ma vật, nhưng không nhiều lắm, đều là những tu sĩ và ma không kịp ra ngoài khi yêu giới đóng cửa năm đó. Bình Hải, ngươi là quy tộc. Diệp Tố nhìn đối phương hỏi. To gan, quy yêu gầm lên một tiếng, rõ ràng rất bất mãn với cách nói không tôn kính của Diệp Tố. Hắn vung một tay lên, phía sau liền dâng lên sóng to ngập trời hướng về phía bọn họ. Cột sóng lần này còn to hơn lần trước gấp mấy lần. Cảnh giới của yêu này cao hơn bọn họ. Dịch huyền nhíu mày, cả người căng chặt vận sức, khi hắn nắm trọng minh đao định chém về phía tường sóng thì đột nhiên có người hoặc là nói có linh còn xông ra nhanh hơn cả hắn khớp huyết bay ra từ thân kiếm vọt đến bên cạnh quy yêu há to mồm ngoạm một cái xuống mai rùa của hắn mọi người lập tức nghe thấy một tiếng rắc thanh thúy vang lên khớp huyền lại cắn thêm một cái nữa sau đó đứng ở đó nhai miếng mai rùa trong miệng rôm rốp giống như đang nhai điểm tâm vậy quy yêu cứng đờ cả người chậm rãi quay đầu nhìn lại, khi thấy khớp huyết thì như nhìn thấy quỷ mà thất thanh hét lên, a a a a gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhiều năm qua hắn dựa vào chiếc mai rùa vô cùng cứng rắn này mà đi khắp nơi trêu chọc các yêu vương khác mà bản thân vẫn không hề thiếu tay hay gãy chân, vậy mà hiện tại, hiện tại lại bị cắn mất một miếng. Sau khi nuốt xuống, khớp huyết nhầm nhầm dư vị trong miệng một lát rồi quay sang nói với quy yêu, người có thường xuyên tắm rửa không vậy? vị gì khó ăn muốn chết a a a quỳ yêu nghe vậy càng gân cổ hét to nhìn bộ dáng của hắn giống như thanh niên trưởng thành hơn 20 tuổi nhưng lại không ngại ngần khóc la om sòm trông cực kỳ đanh đá hắn vừa la vừa vận yêu lực tường sóng rút đi thay vào đó mặt biển nổ bùm bùm như pháo hoa cả một vùng biển rộng lớn bị khấy động ầm vang bầu trời lúc trước còn xanh trong nay cũng trở nên tối sầm ầm Ý một thanh âm mang theo yêu lực bằng bạc truyền lên từ dưới đáy biển. Diệp Tố híp mắt, cảm giác đây là một đại yêu có cảnh giới không thua gì chính sơ tôn nhân, còn chưa đến được núi thanh khâu mà bọn họ đã đụng phải đại yêu rồi. bàn tay nàng đặt ở sau lưng đã lấy ra quyển trục vạn cảnh thông. một khi tình thế không ổn nàng sẽ ngay lập tức mang bọn họ trở về. cha, quý yêu vừa rồi đang gào khóc lúc này quay đầu hô to, có người cắn hỏng mai rùa của con rồi một nam nhân trung niên trồi lên khỏi mặt nước, trên lưng cũng cõng một chiếc mai rùa, chẳng qua trông cổ xưa hơn của quy yêu đầu tiên rất nhiều. Ông ta thuấn di tới, cả giận nói, chém đầu hắn. Sao thuấn di, dịch truyền tức thời. Nhưng khi nhìn thấy khắp huyết thì đồng tử của ông liền co rụt lại, trong nháy mắt như bị đông cứng tại chỗ. Lúc này mọi người đều phát hiện ra một sự trùng hợp, đó là chỗ bên phải của mai rùa sau lưng trung niên nam nhân cũng có một lỗ hồng. Tầm mắt của quy yêu trung niên rời sang bên cạnh, khi chạm đến du phục thời liền tức khắc rũi tay ấn quy yêu ban đầu cùng quỳ xuống, ông cúi đầu cao giọng hô, yêu chủ, rốt cuộc ngài đã trở lại rồi. Diệp tố nghe thấy sưng hô này thì nhíu mày, tiểu sư đệ vậy mà lại là yêu chủ. Ánh mắt của cốc lương thiên bên cạnh như lóe lên một tia sáng, Hắn vốn dĩ nghĩ rằng du phục thời là một đại năng nào đó mà thiên cơ môn che giấu, không ngờ tới lại là yêu chủ. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Tố, cảm thấy đi theo bọn họ tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi. Hồ Vương còn muốn đánh một trận để tranh giành, mà bên này người ta đã là yêu chủ. Chá, Quý Yêu vừa mới đắm chìm trong nỗi đau thương mai rùa bị cắn lủng một lỗ, lúc này ngơ ngác ngửa đầu nhìn mấy người trước mặt, yêu chủ ở đâu cơ? câm miệng, quy yêu trung niên thẳng tay đè đầu của quy nhi tử ụp xuống cát, rũ mắt cục mi nói với du phục thời, xin yêu chủ lượng thứ, tiểu nhi không hiểu chuyện. Mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì quy yêu trung niên đột nhiên nhảy lên ôm lấy đùi du phục thời, cảnh giới của ông ấy không thua gì chính sơ tôn nhân nên ở đây chẳng ai ngăn cản được. Quy yêu trung niên đột nhiên gào khóc, yêu chủ, cuối cùng ngài đã trở lại rồi, quy sắp chống đỡ không nổi nữa, chúng yêu nghe lời ngài giúp ở đây không nhúng tay vào chuyện của yêu giới, an phận thủ thường, nhưng các yêu tộc khác lại không hề an phận chút nào hu hu. Quỳ nhi tử ở bên cạnh ngóc đầu khỏi bãi cát, hoang mang hỏi, cha, người không phải nói lâu lâu phải chạy đi kiếm chuyện sao? Tiếng khóc của quỳ yêu trung niên nghẹn ở yết hầu, một lần nữa dùng sức ấn đầu quỳ nhi tử xuống cát, cái đồ hố cha. Chương 172. Yêu chủ thạch, quy yêu trung niên ôm đùi du phục thời bắt đầu gào khóc đầy thương tâm. Yêu chủ ơi, quy chờ ngài ở chỗ này vất vả lắm. Ngài đã trở lại, rốt cuộc chúng ta có thể lại ra ngoài gây sóng gió rồi. Du phục thời nhíu mày, rút chân lui ra sau, trông phản ứng hiển nhiên là không quen biết quy yêu này. Ngươi là ai? Quy yêu trung niên sừng sốt, đặt mông mồi bệt xuống gào khóc. Ta biết ta già rồi, xấu rồi không còn là thiếu niên xanh mơn mởn năm đó nữa. Ngay cả yêu chủ cũng không nhận ra quy nữa rồi. Cha, người không phải luôn nói mình là một nhành hoa của Bình Hải hay sao? Quy yêu trẻ tuổi chồng mông quỳ sấp, ló đầu khỏi hố cát nhỏ giọng hỏi. Quy yêu trung niên lập tức nắm cổ quy nhi tử kéo lên, lộ ra gương mắt dính đầy cát của hắn, yêu chủ. Quy là tàng lục, đây là nhi tử của quy, tàng thất, nó giống vài phần bộ dáng của quy năm đó. Hai vị có thể đứng lên trước rồi hẳn tiếp tục nói chuyện được không? Diệp Tố bước ra từ phía sau du phục thời, nói với hai quy yêu đang quỳ trên bờ cát. Cảnh giới của hai quy yêu này đều cao hơn bọn họ, để hai người cứ vừa quỳ vừa nói không khỏi có chút ngại. Diệp Tố thật ra không hề hoài nghi quy yêu trung niên giả vờ quen biết du phục thời vì vết răng nhỏ trên mai rùa của ông không thể nào giả được nó cơ hồ giống hệt với vết cắn mới vừa rồi trên mai rùa của con ông ấy. 9 phần 10 cũng là tác phẩm của khắp huyết. Tàng lục sừng sốt, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Diệp Tố, sau đó lại rời mắt đến ba chữ có chút quen mắt trên đạo bào của nàng. Ông ngây người một hồi, cuối cùng kéo nhi tử của mình cùng đứng lên, ông búng tay một cái, một tia sáng xanh lóe lên, bộ dáng trung niên của ông biến mất, thay vào đó là một thanh niên trẻ tuổi ngay cả mai rùa cũng thu lại yêu chủ như vậy người có nhận ra quy chưa hai mắt tàng lục lấp lánh nhìn du phục thời những yêu tộc khác suốt ngày cứ muốn quy làm này làm kia sắp làm quy tức tới già nua luôn rồi du phục thời liếc ông một cái vô tình đáp không nhận ra tàng lục nhìn thoáng qua khắp huyết ở một bên như hồ rình mồi miễn cưỡng cười nói không không sao trong phủ của quy vẫn còn rượu bát thanh ngài có muốn uống hay không cha rượu đó không phải người nói chờ con thành thân mới lấy ra sao tàng thất chừng to mắt con còn chưa cưới vợ mà lăn qua một bên tàng lục nhấc mai rùa của nhi tử lên nhẹ nhàng ném hắn vào trong biển rượu này nghe có chút quen tai ánh mắt du phục thời khẽ giao động hỏi tàng lục uống ngon không tàng lục trà sát hai tay ngon ngài không nhớ sao năm đó chúng ta trộm uống tới mười mấy vỏ mai rùa của quy chính là bị cắn vào lúc đó vừa dứt lời hắn liền u oán liếc khắp huyết một cái dù phục thời quay đầu nhìn diệp tố ta muốn uống ánh mắt tàng lục liếc qua liếc lại giữa hai người yêu chủ vì sao lại phải hỏi ý kiến của một tu sĩ cấp thấp nữ còn mặc đạo bào thiên cơ môn đừng nói là người đó được diệp tố gật đầu đồng ý đối phương là một đại năng, muốn động thủ thì đã ra tay từ sớm, không cần phí công phải lừa gạt bọn họ làm gì. Phủ đệ của quy tộc ở dưới đáy biển, tàng lục phất tay, mặt biển liền tách sang hai bên, lộ ra cầu thang thông xuống đáy biển. Nhóm người đi theo tàng lục bước xuống cầu thang, mới đi được một nửa thì đột nhiên một cái đầu ló ra từ một bên nước biển. Cha, người thật sự mời bọn họ về phủ sao? Rượu bát thanh quý giá như vậy, sao lại để cho người ngoài uống được? Tàng thất vừa nói vừa bơi trong nước biển đi xuống cùng bọn họ. Quy nhi tử, con nhìn cho rõ đây. Tàng lục dơ một bàn tay hướng về phía du phục thời, một bàn tay khác gõ lên đầu tàng thất vừa ló ra, nói một câu gõ một cái, vị này chính là yêu chủ trí cao vô thượng, tôn quý vô ngần của yêu giới. Cả cái yêu giới này là của yêu chủ chúng ta. Có nghe thấy không hả? Tàng thất lẩm bẩm. Nghe rõ rồi, cha, quy nhi tử bị người gõ choáng váng luôn rồi. Tàng lục miễn cưỡng thu tay lại, quay đầu thì nhìn thấy hai tu sĩ cấp thấp cùng một ma vật cấp thấp đang đứng trên cầu thang nhìn mình đầy kỳ quái. Hành sáu lấy đầu đâm đầu của người là học từ ông ấy à? Diệp tố hỏi khắp huyết đang bay bên cạnh. Khắp huyết hai tay bắt chéo trước ngực, quay đầu giả vờ nhìn nước biển hai bên, nhưng đôi chân lơ lửng trong không khí thì không khỏi run rẩy vì trột giả. Diệp Tố. Được rồi, xem như chân tướng đã rõ. Mọi người đi theo tàng lục đến một phủ đệ tráng lệ nguy nga, nơi này tài liệu chân bảo gì cũng có. Diệp Tố phát hiện sàn nhà được làm bằng xương của yêu thú bát dai trở lên. Yêu chủ, sau khi yêu giới bị ngài đóng lại thì số tu sĩ cũng thiếu rất nhiều, tu sĩ được việc lại càng ít hơn. Tàng lục vừa dẫn bọn họ vào trong sảnh lớn trong phủ vừa nói, quý phải dành một khoảng thời gian rất lâu mới cải tạo phủ đệ được như hiện tại. Chiếc bàn ăn to này cũng là dùng xương của côn làm ra đấy. Sao côn, loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa. Ông nói yêu giới là do yêu chủ đóng lại. Diệp Tố hỏi. Chính tay yêu chủ đã đóng lại. Tàng Lục nhìn thoáng qua nàng, lại nhìn nhìn du phục thời, sau đó vội vàng nói. Tuy nhiên đại môn của yêu giới cũng sắp tới thời gian mở ra rồi. Trước khi ngài rời đi đã nói là một vạn năm sau yêu giới sẽ lại mở ra. Diệp Tố và Dịch Huyền liếc nhau, hiển nhiên không dự đoán được việc yêu giới đóng lại còn có câu chuyện phía sau như vậy. Nói vậy thì cũng không cần Hồ Vương phải đi mở cửa yêu giới. "Yêu chủ, ngài ngồi xuống đây." Tàng Lục Tung tăng chạy đến vị trí chủ vị, kéo ghế ra nói với Du Phục Thời. Du Phục Thời không phản ứng lại ông, chỉ quay đầu nhìn Diệp Tố, chờ nàng giúp mình kéo ghế diệp tố nhìn hắn rồi mỉm cười lắc đầu nhận mệnh kéo ra một cái ghế cho hắn và cho mình sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống tàng lục chua lòm hỏi yêu chủ những vị này là đại sư tỷ du phục thời đáp đại đại sư tỷ ở đây chỉ có một nữ tu sĩ rất rõ ràng đại sư tỷ đây là chỉ diệp tố xin chào đại sư tỷ tàng lục mười phần nịnh nọt hô to diệp tố sau đó tàng lục để bọn họ ngồi đó rồi đột nhiên biến mất không biết đã chạy đi đâu nhưng một lát sau ông lại xuất hiện trước mặt bốn người trong tay còn cầm một vò rượu cẩn thận đặt xuống trước mặt du phục thời yêu chủ quy chỉ còn một vò cuối cùng này tàng lục nói đoạn vỗ vỗ ngực chờ sau khi yêu giới lại mở ra quy sẽ đi thiên cơ môn trộm thêm thiên cơ môn có rượu bát thanh sao diệp tố nhướng mày hỏi tất nhiên lúc trước quy trộm không ít. Tàng lục ưỡn ngực nói. Đáng tiếc, thiên cơ môn đã gần phế tông, không còn rượu bát thanh gì nữa. Diệp tố nhìn tàng lục, ông đi cũng vô dụng thôi. Tàng lục sừng sốt, cố gắng nhớ lại thì ra thời gian đã trôi qua rất lâu, thiên cơ môn sắp phế tông rồi ư. Có thể nói cho chúng ta nghe những chuyện xảy ra ở yêu giới trong những năm qua được không? Khi Diệp Tố nói chuyện, tầm mắt của nàng khẽ liếc về phía du phục thời, chúng ta phải tìm về một đồ vật cho yêu chủ. Tàng lục tất nhiên biết gì nói nấy. Sau khi đại môn yêu giới đột ngột bị đóng lại, yêu chủ cũng không có ở đây, không ít phân tranh nổ ra giữa các tộc. Trong khoảng thời gian đó có vài độ kiếp đại năng không những chết vì phi thăng thất bại mà còn là vì ẩu đả mà chết. Tóm lại tình hình rối ren trong một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng các tộc hầu như đều thay máu một lần, chỉ dư lại quy tộc có tàng lục chống đỡ các yêu vương tiền nhiệm khác cũng chỉ có cảnh giới đại thừa hậu kỳ mà thôi bọn chúng có chuyện gì cũng chạy tới làm phiền quy bắt quy phân xử tàng lục ngồi đối diện du phục thời kể khổ quy chỉ biết gây sóng gió chứ biết phân xử làm sao quy chỉ đánh đứa nào tới thì đánh đứa đó cốc lương thiên vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh yêu đều là như thế này sao khó trách du phục thời lại ngông nghênh như vậy. Hồ Vương thì sao? Nghe nói hắn tranh vị trí yêu chủ thất bại, bị đuổi đánh ra ngoài. Diệp Tố hỏi Tàng Lục. Hồ Vương, Tàng Lục nhíu chặt đôi mắt như hai hạt đậu đen của mình suy nghĩ nửa ngày, Hồ Ly thối ở núi Thanh Sơn kia. Hắn là tân vương của tộc Hồ Ly, cảnh giới không tồi, hơn một ngàn tuổi đã đến Đại Thừa Sơ Kỳ, đi khắp nơi kéo bè kết đảng, muốn lấy vị trí yêu chủ không chịu tu luyện cho tốt suốt ngày gây sự, còn dám mang một thân hôi hám đó đến quấy nhiễu yêu dân phụ cận, bị một chân chính nghĩa của Quy Nhi tử đá bay. Diệp Tố trầm mặc, nàng cảm thấy lời của Quy Yêu này chỉ có thể tin năm phần, nghe có vẻ không hợp lý lắm. Hồ Vương hiện giờ đã là đại thừa trung kỳ, cũng sắp về tới núi Thanh Khâu. Lời nói Diệp Tố mang theo ẩn ý như có như không. Tốc độ tiến dai của hồ ly đó cũng không tồi. Tàng Lục không quá để ý nói, hai tay chống cằm nhìn Du Phục Thời. "Yêu chủ, ngài muốn tìm cái gì?" "Quy đi tìm với ngài." Du Phục Thời không để ý đến ông, chỉ chuyên chú nhìn vò rượu bát thanh trên bàn. Hắn nghiêng người đến gần người người, nắp vò vừa mở ra thì hương rượu tức khắc tràn ngập sảnh lớn, trong đó còn có mùi vị dược liệu nhàn nhạt, nhạt. "Yêu chủ, ngài nếm thử đi." Tàng Lục lấy ra một bộ dụng cụ uống rượu bày lên bàn đầu ngón tay của ông vừa ngoắc ngoắc thì ngay lập tức có mấy luồng rượu bay lên từ trong vò, tự mình rót vào trong chén. Diệp Tố cũng không ngăn cản du phục thời, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu sư đệ biểu đạt một mong muốn mãnh liệt như vậy, hắn muốn uống rượu bát thanh có lẽ là do đến yêu giới nên bản năng thức tỉnh. Du phục thời cầm một chén rượu lên, lại đẩy những chén còn lại cho mấy người ngồi xung quanh, sau đó mới chậm rãi uống rượu. Cốc Lương Thiên ngửi mùi rượu thôi liền biết đây là thứ tốt, chén rượu tới tay lập tức ngửa đầu uống cạn. Vừa nuốt xuống thì linh phủ ngay tức khắc nóng lên, rượu này ẩn chứa lực lượng quá mạnh khiến hắn gần như chịu không nổi. Lực lượng mạnh đến nỗi khiến hắn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cốc Lương Thiên chỉ có thể thuận thế nhập định, luyện hóa cổ lực lượng này. Dịch Huyền không có uống, đẩy ly rượu về lại giữa bàn, Diệp Tố có uống nhưng lại không có phản ứng gì có lẽ là vì nàng đã sớm không còn linh phủ, chỉ còn lại một mảnh thức hải cuồn cuộn chảy xuôi. Chúng ta muốn đi lấy lại một món đồ của ta. Dù phục thời uống xong rượu trong chén đột nhiên lên tiếng. Tàng lục vẫn luôn ở bên cạnh rót thêm rượu cho hắn, nghe vậy lập tức vỗ bàn nhảy dựng lên. Tên nào to gan càn rõ như vậy, chỉ có yêu chủ chúng ta lấy đồ của người khác, ở đâu ra đến lượt người khác đụng đến đồ vật của yêu chủ chúng ta. Tác phong lời nói mười phần du côn. Yêu chủ, mọi người muốn đi tới đâu, ta dẫn mọi người đi. Tàng lục cả giận hô to. Nhưng chẳng có ai đáp lại hắn, dù phục thời uống gần hết rượu trong vò thì màu tím trong mắt lại đậm thêm một chút, vẻ mặt ngà ngà say. Cuối cùng hắn dán mặt lên mâu bàn tay Diệp Tố, vừa cọ cọ sườn mặt nóng hay hay trên tay Diệp Tố vừa nhẹ giọng nói, lạnh. Không chỉ vậy mà cái đuôi của hắn cũng chậm rãi lộ ra, cầu lấy hai chân nàng. Diệp Tố trong đại sảnh rộng lớn, một tên đả tọa trên mặt đất nhập định, một yêu ở đối diện tuyên bố muốn một lần nữa khuấy lên tinh phong huyết vũ ở yêu giới, còn vị bên cạnh thì cứ uốn éo dính người, chỉ còn Diệp Tố và Dịch Huyền là hai người bình thường. Bên kia, tin tức Hồ Vương trở lại núi Thanh Sơn đã truyền khắp yêu giới, hùng tộc và lang tộc ngay ngày hôm sau đã đến bái phỏng biết được tin Hồ Vương không những vết thương đã khỏi hẳn mà cảnh giới còn tăng lên một giai. Yêu vương của các tộc cũng là đại thừa kỳ, vương của xà tộc, vũ tộc và hồ tộc thậm chí đã tới đại thừa hậu kỳ, chỉ còn cách độ kiếp một bước. Thế nhưng bọn họ vẫn rất kiên kỵ Hồ Vương, bởi vì Hồ Vương chỉ mới hơn một ngàn tuổi mà cảnh giới đã không thua bọn họ bao nhiêu, lại còn hiếu chiến, sớm đã kết bè liên thủ với hùng tộc và lang tộc, lúc trước chỉ mới đại thừa sơ kỳ mà đã dùng kế chèn ép được ba tộc còn lại, thiếu chút nữa thật sự đã có thể lấy được vị trí yêu chủ. Nếu muốn trở thành yêu chủ thì cần phải có ít nhất 5 vị yêu vương công nhận, nhập máu của yêu vương vào yêu chủ thạch, lúc này mới có thể tuyên cáo yêu giới. Ngày đó khi sắp thành công lại đụng phải tàng thất đi ngang qua, lời qua tiếng lại với hồ vương, nói vị thối của hắn quá nồng, sau đó hai bên xông vào đánh nhau, những yêu tộc khác chỉ đứng nhìn mà không dám nhúng tay. Một phần là vì thực lực của tàng thất không thua kém gì bọn họ, hai là sau lưng còn có một ông cha không phân rõ trắng đen, còn là một đại năng độ kiếp hậu kỳ, cả cái yêu giới này chỉ có một mình cha hắn là đại năng độ kiếp. Ai cũng không dám làm gì tàng thất, cuối cùng trơ mắt nhìn hồ vương sắp lấy được vị trí yêu chủ lại bị tàng thất đá văng xuống vách núi, hơi thở biến mất chương 173 Núi Vạn Yêu Hồ Vương trở lại, vui mừng nhất tất nhiên là hồ tộc ở núi Thanh Khâu. Từ sau khi Hồ Vương mất tích, mấy yêu tộc khác trước đó bị chèn ép liền lập tức nổi dậy chèn ép ngược lại hồ tộc. Bây giờ Hồ Vương đã trở về, còn tiến dai, bọn họ sẽ có thể khôi phục ngày lành như trước kia nhanh thôi. Mấy ngày này sau khi biết Ninh Thiển Giao và Hồ Vương có khế ước cộng sinh, cái nhìn của người hồ tộc về nàng ta phân hóa thành hai luồng ý kiến. Có tộc nhân cảm thấy Ninh Thiển Giao đã cứu vương của bọn họ cho nên đối với nàng ta cực kỳ cung kính, nhưng lại có tộc nhân cảm thấy vương nhiều ra một cái nhược điểm, còn khi không phải chia sẻ cảnh giới của chính mình. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì Hồ Vương đã trở lại, đây đối với núi Thanh Khâu là một chuyện tốt. Nếu lúc trước Hồ Vương chỉ còn cách một bước đã trở thành yêu chủ, vậy hiện tại chỉ cần tìm các yêu vương khác đến công nhận tại yêu chủ thạch một lần nữa hẳn là sẽ được thôi. Đệ tử Thượng Khuyết Tông, Uông Cửu nói, tu chân giới còn đang chờ Hồ Vương mở ra đại môn của yêu giới, xuất quân liên thủ với tu sĩ tấn công ma giới. Chuyện đã đồng ý bổn vương nhất định sẽ làm được. Hồ Vương tựa lưng vào ỷ tọa trong đại điện nói. Lúc trước vốn đã liên thủ được với hùng tộc và lang tộc chèn ép được ba tộc khác, thắng lợi đã ngay trước mắt vậy mà lại bị tàng thất hủy đi trong phút chốc. Nhớ tới chuyện này Hồ Vương hận đến ngứa răng, có đôi khi không phải mưu kế của hắn không đủ mà là có nhiều tên yêu vốn dĩ không có đầu óc, không hề ra bài theo lẽ thường, chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện. Tuy vậy, Hồ Vương nhìn đảo qua các đệ tử của các đại tông tu chân giới trong đại điện, đến lúc đó cho dù tàng thất có lại mò đến thì lợi dụng bọn họ hấp dẫn lực chú ý của tàng thất là được. Tàng thất thích nhất là mấy món đồ nhỏ của tu chân giới, thường xuyên chạy đến khu tập trung tu sĩ trong yêu giới dạo qua dạo lại. Hiện tại ở đây có một đám đệ tử tu chân giới chân chính, nhất định hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Còn các yêu vương kia, bất luận thế nào thì cuối cùng bọn họ cũng phải công nhận hắn là yêu chủ mà thôi. Ta không đồng ý. Bên trong địa bàn của vũ tộc, khổng tức vương trực tiếp hồi tin cự tuyệt hồ vương. Nếu một lần không thành công thì chứng tỏ người không có duyên với vị trí yêu chủ. Yêu chủ phải xét ở thực lực. Hồ Vương cũng cự tuyệt, mà nói đến cảnh giới thì cũng nên là Hồ Vương ta ngồi vào vị trí đó, dù sao ta cũng chỉ còn cách độ kiếp một bước mà thôi. Năm đó con nối dõi của những yêu vương này bị Hồ Vương bắt làm con tin uy hiếp nên bọn họ mới đồng ý trợ giúp Hồ Vương leo lên vị trí yêu chủ. Nhưng lần đó sau khi một chân của Tàng Thất Đá Hồ Vương mất tích, mấy đứa nhóc cũng được cứu về, những yêu vương khác tất nhiên không muốn bị người khác quản chế. Xà tộc trực tiếp hơn, không hề phản ứng hồ vương. Hồ vương thấy vậy bèn bày kế, nhân lúc trời tối chạy đến địa bàn của hồ tộc, hắn nốt viên đan được được tông chủ đan tông cho, yêu lực tăng cao, trực tiếp đơn đả độc đấu với hồ vương. Còn đoàn người từ Trình Ngọc thì nhân cơ hội xông vào bắt đi con nối dõi của hồ tộc. So với lần trước phải bắt tay với hai tộc khác, phải lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt đi con nối dõi của các yêu tộc đối lập. Bây giờ thì Hồ Vương lại tràn ngập tự tin, cứ thế đơn giản thô bạo sông vào địa bàn của Hồ Tộc. Sáng sớm ngày hôm sau các tộc khác mới biết được chuyện xảy ra ở Hồ Tộc, tức khắc ai nấy cũng đều căng thẳng. Rõ ràng tin tức báo về cảnh giới của Hồ Vương chỉ tăng một giai mà thôi, làm sao lại mạnh đến như vậy? Đến giữa trưa, Hồ Vương một lần nữa liên lạc yêu vương của các tộc khác nhất định là ai trong các vị cũng đều tò mò vì sao yêu lực của bồn vương lại có thể mạnh hơn hồ vương hồ vương phất tay phóng to kính truyền tin để cho các yêu vương khác nhìn thấy đệ tử của các đại tông đứng sau lưng mình đây là đệ tử của các đại tông côn luân ngô kiếm phái ở tu chân giới bổn vương đây là có tu chân giới chống lưng tu chân giới từ này đối với các vị yêu vương mà nói dường như đã rất xa xôi đợi sau khi ta lên làm yêu chủ ta sẽ dẫn dắt mọi người tới lui, giao dịch với tu chân giới. Hồ Vương vẽ bánh dụ dỗ, thiên phú của mấy tu sĩ ở yêu giới chỉ tạm tạm mà thôi, tu sáu cũng không cao, chẳng bằng một cái móng chân của các tu sĩ ở bên ngoài tu chân giới. Bọn họ có thể luyện chế ra được đan dược thượng phẩm, còn có thể luyện ra vũ khí tốt nhất, đến lúc đó thực lực của yêu giới chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh. Từ sau khi đại môn yêu giới bị đóng lại, các tộc trong yêu giới tuy rằng còn có thể tự cung tự cấp, nhưng bọn họ dù sao cũng không giỏi chế tạo các đồ vật linh tinh như vũ khí hay đan dược, hơn nữa linh thạch của tu chân giới cũng rất có ích cho bọn họ. Có thể lại được giao dịch với tu chân giới, một viễn cảnh dụ hoặc biết bao. Sau khi xác thực Hồ Vương thật sự đã đi tu chân giới, còn dẫn theo đệ tử của các đại tông trở về thì yêu vương của các tộc khác cũng có phần buông lỏng hơn. Chúng cần cần thời gian để xem xét Khổng tước vương cuối cùng lên tiếng, trong khoảng thời gian này, hồ vương ngươi không thể bước vào lãnh thổ của các tộc khác. Mười ngày, hồ vương đưa ra tối hậu thư, mười ngày sau gặp nhau ở yêu chủ thạch. Sau khi kính truyền tin đóng lại, lục trầm hàn đứng ra lạnh nhạt nói, hồ vương, ngươi chưa đề cập với bọn họ chuyện xuất quân. Hồ vương bốc lên một quả nhỏ trên bàn, vờn qua vờn lại trong tay, chỉ ngắm nghía nó mà không nói lời nào xem lục trầm hàn như là không khí. Lục ca ca, chúng ta trước tiên cứ chờ hồ vương lên làm yêu chủ, sau đó muốn xuất quân thì cứ xuất quân thôi. Ninh thiển giao bước ra từ bên cạnh hồ vương nói, huynh đừng nóng vội. Bổn vương đã lập lời thề, tất nhiên là sẽ thực hiện. Hồ vương bóp nát quả nho trong tay, nước nho theo kẽ ngón tay nhỏ xuống đất, hắn chậm rãi nói tiếp, việc này đợi sau khi bổn vương trở thành yêu chủ sẽ lập tức lên kế hoạch cụ thể. Ninh Thiển Giao chủ động ở lại đại điện bồi hồ vương, các đệ tử khác trở về phòng nghỉ ngơi. Mai Huynh, thấy Lục Trầm Hàn và các đệ tử Thượng Khuyết Tông đã đi xa, từ Trình Ngọc mới lấy ra một quyển bí kíp dày đến Thái Quá đưa cho Mai Cửu Nhân, Diệp Tố nhờ ta giao cho Huynh, lúc trước quên mất. Mai Cửu Nhân nhận lấy quyển bí kíp ảo thuật đây là bí kíp diệp tố mang ra từ luân truyền tháp a từ trình ngọc gật đầu diệp tố trước đó bận một vài việc nên không có cơ hội đưa cho huynh biết chúng ta cùng đến yêu giới nên đã nhờ ta mang theo mai cử nhân cúi đầu lật lật vài tờ sau đó quay đầu giao cho nhan hảo sư muội cho muội nhan hảo giơ hai tay nhận lấy không hề chuẩn bị trước nên cứ thế trực tiếp bị quyển bí kíp đè đến khuỵu gối bí kíp này cũng ít có dày Diệp Tố nói sách dày có vẻ có nhiều nội dung. Từ Trình Ngọc cười nói, nàng ấy vẫn còn ở Thiên Cơ môn. Nhan Hảo thu bí kíp vào túi càn khôn nói, tiếc là mấy người Diệp Tố không cùng chúng ta tới đây. Mấy ngày nay toàn phải đi theo yêu vương quá nhàm chán, Nhan Hảo muốn đi thăm thú những nơi khác trong yêu giới. Từ Trình Ngọc xoay đầu nhìn quanh, xác nhận chỉ còn có bọn họ ở chỗ này mới nhích lại gần, dùng ngón tay chỉ chỉ xuống đất. Nhan Hảo và Mai Cửu Nhân đồng thời cúi đầu nhìn theo ngón tay hắn, lại chẳng thấy gì. Ở đây, Từ Trình Ngọc nói. Ở đây, Mai Cửu Nhân theo bản năng lặp lại lời của hắn, ngay sau đó trợn mắt khiếp sợ, nhỏ giọng nói, Diệp Tố cũng đang ở trong hồ tộc. Từ Trình Ngọc lắc đầu, hắn là đang ở đâu đó trong yêu giới. Chỉ là hắn không biết bọn họ làm cách nào để tiến vào, Diệp Tố chỉ nói là có cách. Vừa nghe thấy Diệp Tố cũng tới, Nhan Hảo liền sốc lại tinh thần, Dịch sư đệ có tới không? Còn Du sư đệ nữa, ta rất nhớ mặt, nhớ bọn họ. Từ Trình Ngọc. Trong khi các tộc khác vì Hồ Vương làm càn mà hỗn loạn thì ở Bình Hải, mọi người còn đang nghỉ ngơi. Nói chính xác hơn là du phục thời say rượu, Cốc Lương Thiên phải luyện hóa lực lượng trong linh tử, Diệp Tố và Dịch Huyền là bị ép ngồi không? hắn ta là xà yêu à. Dịch huyền đứng ở ngạch cửa, nhìn chiếc đuôi thật dài trên sàn nhà của du phục thời hỏi. Nửa thân trên của du phục thời vẫn giữ nguyên hình người, chỉ có cái đuôi là lộ ra, lớp vải đen nhánh xinh đẹp tràn ngập lực lượng sắc bén, hai tay hắn bắt lấy tay Diệp Tố, dùng mặt cọ tới cọ lui. Hắn là vậy, Diệp Tố tùy ý để tiểu sư đệ ôm tay của mình, ánh mắt lướt qua chiếc đuôi dài dưới lớp quần áo, đệ đã hỏi thăm làm sao để đến núi Thanh Khâu chưa? Tàng lục nói sẽ dẫn chúng ta qua đó. Dịch huyền nhìn bộ dáng dính người của du phục thời thì trong lòng âm thầm ghét bỏ. Lão yêu tinh vạn năm còn giả vờ ngây thơ, đoạt vị trí tiểu sư đệ của hắn. Chờ bọn họ tỉnh lại thì chúng ta sẽ đi ngay, để đi nghỉ ngơi đi. Diệp tố nói. Dạ, dịch huyền xoay người rời đi. Diệp Tố cúi đầu nhìn Du Phục Thời đang nằm trên giường, gương mặt vốn dĩ trắng trèo lạnh lùng giờ phút này lại ửng hồng, những chỗ dán trên tay nàng cũng ấm ấm, không giống với làn da hắn hàng ngày lúc nào cũng lạnh lẽo. Tầm mắt nàng dừng trên vùng trán chân bóng của tiểu sư đệ, cầm lòng không đặng giơ tay ra chạm chạm, không khỏi nhớ tới những chuyện đã phát sinh với hắn trong hầm ngục trước kia. Qua ngày hôm sau, Du Phục Thời rốt cuộc cũng tỉnh rượu, mà cốc lương thiên cũng thoát khỏi trạng thái nhập định, hắn cực kỳ hưng phấn vì chén rượu kia vậy mà có thể giúp tăng cường thần thức. đáng tiếc chỉ được uống một chén, cốc lương thiên có chút tiếc nuối nghĩ. yêu chủ, tàng lục hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, không có nửa điểm lề mề đặc trưng của quy tộc, bọn chúng thế mà muốn đền yêu chủ thạch để thay thế ngài, hứ, thật là khiến quy không thể nhịn được nữa. có thể đổi yêu chủ sao? diệp tố hỏi ông tàng lục vốn đang tức giận sôi trào nghe thấy câu hỏi thì đột nhiên khựng lại tất nhiên là không thể đám đầu đất đó không biết nghĩ cái gì yêu chủ của chúng ta năm đó đã trải qua sự công nhận của toàn bộ bảy yêu vương cảnh giới độ kiếp kỳ yêu chủ vẫn còn ở đây không có yêu vương có lực lượng mạnh hơn năm đó công nhận thì cũng vô dụng mà thôi quy nhi tử đã tới núi vạn yêu đánh người tàng lục nghĩ nghĩ vươn tay về phía du phục thời hô to yêu chủ người đi cùng quy sang đó đi quy muốn dậy sóng cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ du phục thời giơ tay lên che lại hai lỗ tai ghét bỏ quy yêu quá ồn ào vậy phiền ông dẫn đường diệp tố nói ninh thiển giao hẳn là đi theo bên người hồ vương quy đi ngay tàng lục xoay tròn tại chỗ một trận gió nổi lên trong nháy mắt bọn họ đã được mang tới núi Vạn Yêu. Lúc này, Tàng Thất đã đánh nhau với Hồ Vương. Lúc nào cũng ỉ vào có ông cha là đại năng độ kiếp đi khắp nơi làm sằng làm bậy. Hồ Vương nuốt xuống một viên đan dược, cảnh giới không ngừng tăng lên, đến khi gần tới cảnh giới độ kiếp mới dừng lại, hắn siết chặt hai tay, cảm nhận lực lượng cuồn cuộn cả người, nói với Tàng Thất, hôm nay ta sẽ thay cha người giáo huấn ngươi trong mắt Hồ Vương hiện lên một tia thị huyết, tàng thất tới đúng lúc lắm, vừa lúc gom đủ máu của các yêu vương. Tàng thất cảm nhận được sức ép của đối phương, lập tức hô to với chiếc ốc biển mang bên hông, cha. Cứu quy nhi tử. Lời nói còn chưa truyền xong, ốc biển đã bị một đạo yêu lực của Hồ Vương đánh nát, thù một chân lần trước, hôm nay ta sẽ phế bỏ một bàn tay của ngươi. Ngươi dám thay ai giáo huấn nó? không gian bị tàng lục xoay tròn xé mở ra một lỗ to, đoàn người Diệp Tố thông qua đó xuất hiện trên đỉnh núi Vạn Yêu. Lời nói vừa dứt mặt Hồ Vương liền ăn ngay một cái tát, cái đồ hồ ly thúi nhà ngươi có quan hệ gì với quy tộc chúng ta mà mở miệng đòi dậy đời hả? Còn phế tay, cái đồ quy nhi tử nhà ngươi. Cha, cha kêu con sao? Tàng thất vừa tránh được một kiếp, nghe thấy gọi mình thì vui vẻ đáp. Tàng lục nhổ nước miếng, ta đang mắng con hồ ly thúi này. Mọi người, tác giả có lời muốn nói. Tàng lục, quy nhi tử không hiểu quy nhi tử, có nghĩa gì?